Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Quang Hà, người đã đem đến cho chúng ta hai tập truyện trước đây: Ác Linh Dưới Lòng Sông và Oan Hồn Dưới Nấm Mộ Cũ. Hôm nay bạn ấy quay trở lại với một sáng tác có tựa đề Mối Họa Từ Quá Khứ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Hôm nay là ngày giỗ của ông nội tôi, nên tôi theo chân bố từ thành phố trở về quê để ăn giỗ. Bước trên con đường làng vừa lạ vừa quen, một tiếng gọi cất lên từ sau lưng làm tôi quay lại nhìn. Người thanh niên kia đi cùng với một nhóm bạn lên tiếng chào bố tôi, rồi vui vẻ hỏi: "Hey Bảo, về quê chơi hả em?" Tôi thấy người thanh niên này thì reo lên: "Ủa anh Hùng, mấy năm qua anh đi đâu mà em không gặp anh vậy? Trời ơi, anh mà không lên tiếng em không nhận ra anh luôn á. Nhìn anh khác ghê." Sau khi hỏi thăm xong, đợi nhóm thanh niên đi xa dần, bố tôi mới hỏi: "Con quen cậu thanh niên kia hả?" "Dạ, cái đó là anh Hùng, cháu ông Linh. Cái anh mà con hay kể với bố mỗi lần về quê con hay sang nhà ngoại nấy chơi đó." Lúc ấy cả hai bố con tôi đã tới cổng nhà nội. Từ trong bước ra là một người đàn ông cỡ hơn 50 tuổi một chút. "Dạ, cháu chào bác Triều." "Thằng Bảo về đó hả? Hai bố con vào đi." "Ủa, chú Hậu, vợ chú đâu mà không đưa cô ấy về ăn giỗ bố?" Bố tôi nhìn bác Triều: "Dạ, vợ em ốm nằm viện rồi, cô ấy không có về được." "Thôi chết, thế có sao không? Sao cô nhà bệnh mà không nói với anh chị một câu để còn lên thăm chứ?" Bố tôi chỉ lắc đầu qua loa. Ông tiến vào trong nhà rồi nói: "Không sao đâu anh, nghỉ vài bữa là khỏe đó mà. Nay vợ em ổn hơn rồi, em mới tranh thủ về lo công chuyện của bố cho xong. Thôi, anh để em vào thắp hương cho bố đã." Bác Triều nhìn theo bóng lưng của bố tôi mà khẽ thở dài. Đoạn bác cũng bước vào trong nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng của hai người, chẳng nói ra cũng biết mối quan hệ giữa bác và bố tôi không mấy tốt đẹp. Tôi biết bố còn giận bác lắm, vì khi ông nội sắp mất, bố tôi đã gọi bác về thăm ông lần cuối. Nhưng giây phút mà ông lâm chung hấp hối, bác tôi vẫn ở trong Nam không thấy về. Mãi đến hôm tổ chức đám tang cho ông, bác mới cùng vợ con có mặt ở ngoài này. Tôi không biết được nội dặn gì bố tôi, nhưng sau khi chôn cất nội xong, bố tôi gọi bác vào trong buồng nói chuyện riêng. Sau đó thì bác ở hẳn ngoài này luôn, không có về trong Nam nữa. Mà mối quan hệ giữa hai người họ cũng rạn nứt từ lúc đó đến giờ. Cơm nước xong xuôi, sau khi những họ hàng đã về gần hết, chỉ còn lại mấy người thân trong nhà, ngồi ở bộ bàn ghế phòng khách, bố mới lên tiếng hỏi bác: "Anh Triều à, lúc nãy trong lúc ăn cơm, em có nghe bà con kể về làng của mình. Làng mình năm rồi giờ xảy ra chuyện gì sao?" Bác Triều nhấp một ngụm nước trà để bình tĩnh trở lại. Tai bác chỉ về hướng ngôi chùa mới được xây lại trong làng. Bác nói: "Mày về đây chắc hẳn cũng thấy cái ngôi chùa mới xây đó hả?" "Dạ đúng rồi anh." Tôi thấy chuyện hay, bèn ngồi ra sau lưng bố để mà hóng hớt. Bác tiếp tục kể, giọng điệu có đôi phần trùng xuống. Với cái đầu óc của một cậu thanh niên 17 tuổi, tôi nghĩ có lẽ ông ấy vẫn còn dây dứt với quyết định đó của bản thân chăng. "Cũng bởi vì quyết định sai lầm của anh mà dẫn tới cái chết của vài người. Mọi tai họa cũng từ quyết định này mà ra. Đến bây giờ anh vẫn cắn rứt, không ngừng trách bản thân. Sự việc này dân trong làng ta kháo nhau, đồn đoán lên xuống không có chính xác. Nhưng mà anh là người ở trong cuộc nên rõ nhất nó xuất phát từ đâu. Để anh kể cho chú nghe." Theo tiếng thở dài của bác Triều,
Lời kể từ bác kéo tôi và bố quay trở về khoảng thời gian 2 năm trở về trước. Đó là vào năm 2016. Sau khi bác về Bắc và nhận chức trưởng thôn được một thời gian. Mày đi tiếp nước cho các cụ trong làng đi. Nhanh lên, để đó bác còn hợp với mọi người. Giọng bác Triệu hướng về phía một người thanh niên hơn 20. Kế đó, ông lại nhìn về phía những người có mặt trong nhà văn hóa thôn. Ông đứng trên bục, bắt đầu bài phát biểu của mình. Chào các ông, các bà có mặt trong buổi họp của thôn hôm nay. Như hôm qua cháu đã gọi qua loa đó. Mọi người cũng biết đến đây vì mục đích gì. Cháu xin trình bày cụ thể vấn đề như sau. Bác Triệu lên tiếng phát biểu, xin phép trưng cầu ý kiến của các bậc cao lão trong làng về kế hoạch xây mới và di dời vị trí của ngôi chùa cũ vào giữa làng. Sau khi nói ra hết kế hoạch, thì có một cụ ông trong số những người ngồi phía dưới lên tiếng. Như ý chú nói đó, chú muốn dùng quỹ của thôn và huy động mọi người góp vốn để xây mới, di chuyển lại vị trí của ngôi chùa. Việc này dân chúng tôi đồng thuận là sẽ quyên góp tới hòm công đức và không có ý kiến gì. Cái chùa cũ cũng lâu rồi, cơ sở vật chất xuống cấp là điều dễ hiểu. Bởi vì chùa là hạng mục tâm linh, nên chắc chắn gần như là bộ mặt của cả làng. Nhưng mà có điều chúng tôi vẫn còn thắc mắc, đó là nếu chọn vị trí ở giữa làng thì khẳng định là phải tìm hiểu cho kỹ. Bởi vì năm xưa đó, qua những lời kể của các bậc cha ông, thì làng này thế đất không ổn, nhiều ao hồ. Những năm chiến tranh bom đạn ném qua khu vực này, người chết không ít, nên chọn chỗ xây phải thật cẩn thận. Dân thì chỉ muốn tìm nơi đẹp xây chùa cho có linh một chút. Các sư thầy tới đó cũng có thể an tâm mà hương khói tu tập. Dạ, cái này cháu đã có thu xếp rồi. Bác với mọi người cứ yên tâm. Nếu không còn ai có ý kiến gì nữa, thì mùng 10 âm tháng này cháu sẽ tiến hành phát động quyên góp tiền để mà xây chùa. Mong là các bác các chú vận động con cái, nếu đi làm ăn xa mà có điều kiện, thì hãy quyên góp vì làng ta. Sang tháng thì còn khởi động xây dựng nữa. Vì thời gian này cháu còn vướng dỗ đầu của bố cháu nữa. Ông mới mất năm ngoái, nên cháu muốn chuẩn bị cái dỗ đầu cho ông đàng hoàng một chút. Cũng nhờ sự tín nhiệm của bà con nên mới được bầu lên làm trưởng thôn. Mặc dù tuổi đời có thể không nhiều bằng các cô các bác ở đây, nhưng mà mọi người cứ yên tâm là cháu sẽ làm hết trong khả năng của bản thân mình. Đó là chú Triệu nha. Dân ở làng này nhờ cả hết vào chú đó. Lúc ông nhà mất thì không ai đứng ra nhận trách nhiệm làm trưởng thôn. Cũng may là chú có từng làm trong chính quyền hồi còn ở mạng trong. Bây giờ về ngoài này rồi, cố gắng không phụ công bà con tin tưởng. Ai mà kể cũng nhanh thật, mới đây mà dỗ đầu của ông cụ rồi. Ông nhà đang làm trưởng thôn, nhưng khổ nỗi đột nhiên bạo bệnh nên cũng không thọ hơn được với con cháu. Dạ, thì sinh lão bệnh tử mà bắt, đâu có ai tránh được. Cháu cũng may là nhà còn vợ với thằng Út, nên cũng không phải chịu cảnh lủi thủi một mình. Buổi họp dân tại nhà văn hóa kết thúc, xong xuôi mọi việc, bẵng đi hơn một tháng sau. Sau khi đã huy động đủ nguồn vốn xây dựng từ bà con, địa điểm mới xây chùa cũng thay đổi liên tục sau những lần họp lên họp xuống, thì việc chốt hạ khởi công cũng đã được đặt bút ký giấy. Và có lẽ nhiều người dân trong làng không biết, quyết định xây mới chùa này sẽ dẫn đến tràn cảnh đau thương về sau, và cũng chẳng hề biết được hậu quả từ những quyết định sai lầm đó. Phải chăng ngôi làng nhỏ này sau cái lần bị đám cướp hoành hành năm xưa
thì một lần nữa lại bị trêu đùa bởi tạo hóa của trời xanh. Hay là bởi do nhân quả từ những quyết định của chính con người sống tại đây. Ngôi làng nhỏ mới sáng sớm đã được đánh thức bởi những tiếng máy xúc và tiếng xe tải con từ từ tiến vào trong khu đất nằm giữa làng. Nơi đây tụ tập rất nhiều người, có cả bên công nhân của một đội thầu nhỏ chuyên nhận thi công các công trình tâm linh, thêm bên địa chính của xã và một vài bên nữa cũng xuống đo đạc các thứ. Bác Triệu lót dép ngồi dưới gốc đa, ánh mắt trông về những người công nhân lưng áo ướt đẫm mồ hôi vì dọn dẹp cây cối của khu vực thi công. Đoạn lại nhìn tới phía cai thầu và một kiến trúc sư đang thảo luận với nhau về bản vẽ của công trình. Nhưng tâm trí bác lại không hề để tâm tới những gì đang diễn ra hiện tại, mà lại hồi tưởng về một sự việc kỳ lạ xảy ra vào đêm hôm qua. Thời gian quay trở về đêm trước, trước cái ngày khởi công xây dựng, bác đem cơ thể mệt mỏi, lết cái thân xác đã gần như cạn kiệt năng lượng sau một ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo cho công việc buổi sáng ngày hôm sau. Đặt tấm lưng lên chiếc ghế dài nơi phòng khách, rất nhanh sự mệt mỏi cùng với cơn gió đêm thổi từ cửa nhà vào đã đưa bác Triệu vào giấc ngủ sâu. Còn đang mê man thì chợt có một giọng nói quen thuộc cất lên làm bác tỉnh giấc. Triệu à, dậy, dậy đi con. Bác mở mắt ngồi dậy, trông ra phía cửa nhà. Lúc này cửa không có đóng. Bác thấy dưới ánh sáng lờ mờ ban đêm, có một cái bóng đen thù lù xuất hiện trước cửa nhà, làm cho cơn buồn ngủ của bác bay biến đi. Nhưng rồi chớp mắt một cái bóng đen kia lại không thấy đâu. Bác khít sâu, lò dò tiến ra cửa. Không có ai cả. Phải chăng là bản thân bị hoa mắt? Không. Bởi vì ngay sau đó, trong một khoảnh khắc, bóng của ông cụ tóc bạc trắng bất thình lình hiện ra trước sân nhà bác, khiến cho bác bật ngửa về phía sau. Ai vậy? Từ phía đối diện, cái bóng đen kia vẫn đứng lặng im như thế, chất giọng âm vang như vạn phía tệ âm ông ong trong đầu bác. Bác lập tức nhận ra ngay giọng nói này. Là thầy có phải không? Thầy về đó sao? Không được cho xây chùa ở vị trí đó. Nghe lời thầy, mày tuyệt đối không nên gặp họa đó con à. Nhưng mà tại sao lại không được, thưa thầy? Cái bóng của ông cụ chỉ lắc đầu mà không nói. Bác Triệu có vẻ muốn hỏi thêm gì đó về phía ông cụ nhà mình, nhưng giống như có một thế lực đang ngăn cản và cấm khẩu, không cho bác bật ra thành tiếng nữa. Nè, chú làm gì mà ngồi đợn mặt ra vậy? Chú ra xem nè, thầy cúng người ta đến rồi. Ông ấy đang gọi chú kìa. Giọng nói của ông cai thầu vang lên, kèm theo một cái vỗ vai, kéo bác Triệu ra khỏi dòng hồi tưởng từ đêm hôm trước. Bác đứng lên, tiến ra phía đàn lễ. Có lẽ lúc bác còn đang mãi nghĩ bâng quâng thì bị thầy cúng đã chuẩn bị xong đồ lễ hết cả rồi. Vị thầy cúng là một người đàn bà, tóc bà ta búi gọn lên, cài một cái trâm gỗ. Trong mặt thì tuổi tác cũng không hơn bác Triệu nhiều lắm, cỡ hơn 60. Bà mặc trên mình bộ quần áo nâu sòng, giống như của các tăng ni trong chùa, nhưng đã được cách điệu khác đi. Bà thầy cúng này hướng ánh mắt của mình quét lên người bác Triệu, cất giọng tự tốn. Chú là trưởng thôn của làng này đó hả? Dạ đúng rồi thưa thầy. Tôi làm lễ động thổ với cúng tạ đất xong, đúng 8 giờ 5 phút, chú cho người bổ thật mạnh, thật sâu 3 nhát cuốc xuống đất, ở các góc trong khu đất mà tôi đã đánh dấu vôi bột kìa. Rồi cho máy xúc xúc đất đào móng như thường nha. Bà thầy cúng vừa nói, tay vừa chỉ về các nơi có vết vôi bột trắng trong khu đất. Tới đây bà ngập ngừng một lát, rồi mới nói tiếp. À mà... À thôi,
Chú cứ để tôi làm lễ xong đâu đó, có gì tôi sẽ nói với chú sau. Bây giờ tôi cũng không dám chắc phỏng đoán của bản thân mình là đúng nữa. Bác Triều từ đầu đã cảm thấy được bà thầy cúng này giống như có việc gì đó quan trọng muốn nói với mình. Nhưng không hiểu tại sao bà ta lại nửa muốn nửa không. Tiếng gõ mõ đều đều cùng với âm thanh khấn vái lầm rầm của bà thầy cúng vang lên khắp cả khu đất. Cỡ nửa tiếng sau thì buổi lễ hoàn thành. Bà cho công nhân ở đó hóa hết vàng mã. Bây giờ mới quay sang Bác Triều mà nói: tôi có chuyện muốn nói với chú đây. Trước mắt tôi mới bước chân đến đây thôi, đã cảm thấy làng này có sự không ổn. Khẳng định với chú một điều là như vậy. Bởi vì sáng nay đó, lúc tôi chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà thì có gieo quẻ. Thế là bản thân mình gặp điềm gỡ. Nhưng mà coi mãi không ra được là chuyện tốt hay là xấu. Đến khi tới đây, nhìn thấy đất của làng mình, tôi biết là tôi sắp vướng phải vòng nhân quả của làng này rồi. Điềm gỡ, ý thầy là sao? Tôi cũng không rõ nữa. Chú đợi tôi một chút, tôi sẽ trả lời sau. Ánh mắt bà thầy cúng nhìn về phía mấy cây nhang cháy trên lư đồng mình đặt ở trên bàn lễ. Rồi bà khẽ giật mình. Hai ngắn một dài là điềm hung. Sau đó bà lại đưa tay lên bấm độn. Hai hàng lông mày của bà nhíu chặt lại với nhau, đến độ không thể chặt hơn được nữa. Xích diệm, hung sát, địa tán. Không xong rồi, tình hình là xấu rồi đây. Chú trưởng thôn à, phiền chú gọi cho chủ của đơn vị thi công á ra đây ngay giúp tôi. Bác Triệu mặc dù không hiểu bà thầy này có ý đồ gì, nhưng vẫn làm theo yêu cầu. Phía cai thầu đi lại chỗ bà thầy. Bây giờ bà mới bắt đầu nói: công trình này các chú không được thi công, sống chết gì cũng phải chuyển đi nơi khác mà làm. Khu đất này vô cùng độc, không dựng được cái gì lên đâu. Thầy ơi, có nhầm lẫn gì ở đây hay không? Chứ dự án bên cháu cũng đã duyệt rồi, không phải muốn nói bỏ là bỏ được đâu. Với lại đội thợ máy rồi các thứ cháu cũng chuẩn bị hết rồi. Nếu mà bỏ bây giờ, đồng nghĩa với việc hợp đồng bị hủy, thì cháu sẽ phải đền bù hợp đồng lao động cho các bên, thiệt hại không ít đâu thầy à. Nói tóm lại là không có ngưng được. Thầy giờ xem có phương án nào khác hay không? Bà thầy cúng xua tay lắc đầu, quả quyết với lời đề nghị của mình. Không được, tôi đã nói rồi, khu đất này rất là không tốt. Nếu khởi công xây dựng thì khẳng định sẽ gặp tai họa cho cả đoàn thợ đó. Chưa kể người trong làng còn sẽ bị liên lụy theo. Cai thầu nhìn sắc mặt của bà thầy, trong lòng hết sức khó xử. Sau cùng thì lên tiếng: thôi được rồi. Nếu như thầy có ý kiến gì, có thể liên hệ bên chủ của bọn cháu đi. Chứ quyền hạn của cháu là quản lý các anh em trong đội thợ ở đây thôi, cháu không thể quyết hết được. Thầy đứng đây đợi cho một chút. Ông nói xong liền rút điện thoại chạy ra một góc. Cỡ độ nửa tiếng sau thì có một chiếc xe bốn chỗ màu đen bóng loáng đi tới, đổ ở một góc đường làng. Sau đó bước xuống là một người đàn ông dáng người không cao, mặc vest, đi về phía bãi đất chuẩn bị thi công mà nói một câu cộc lốc: đâu, có chuyện gì? Vị cai thầu bây giờ mới hướng tới bà thầy Pháp giới thiệu người đàn ông vừa đến này, tiện giới thiệu luôn tên của vị thầy cúng. Đây là anh Hòa, giám đốc bên công ty của cháu. Còn đây là bà thầy mà em bảo với anh nè, thầy tên là Loan. Hai người có gì trao đổi đi, xong rồi em cho người động thổ làm móng sớm. Người đàn ông quét mắt nhìn qua bà thầy một lượt, hắn ta cất cái giọng chơi chóe, châm một điếu thuốc, dáng vẻ trịch thượng, nói với vị cai thầu: được rồi, mày ra đi, để nói chuyện với bà, có gì nói lại với mày sau.
Bà thầy cúng nhìn phong thái của người tên Hòa này, cảm thấy không có chút thiện cảm nào khi ông ta luôn cố ngó lơ và vẻ mặt thiếu tôn trọng người đối diện. Thôi khỏi đi, tôi cũng không muốn vòng vo đâu. Nói thẳng vấn đề luôn, khu đất này rất là độc, không nên xây dựng cái gì lên được đâu. Xây lên, tôi e rằng họa sẽ kéo đến đó. Nên là anh cùng với bên thôn xem xét lại, có thể di dời địa điểm sang vị trí khác thì được. Nhất quyết không được động thổ hay làm bất cứ cái gì ở khu đất này. Không có được. Tôi và anh em đội thợ cũng đã quyết rồi. Hợp đồng xây dựng cái này phải qua rất nhiều người đồng ý và chốt hạ. Còn chưa kể đến bao nhiêu bên liên đới tới công trình này. Mà bà xem, chùa thi công cũng không phải là nhỏ. Làm sao có thể chỉ vì tin lời quỷ thần của một bà thầy cúng mà làm sằng bậy được. Giám đốc Hòa lên tiếng cắt ngang thẳng thừng lời nói của bà thầy, rồi lại nhìn về phía mọi người, giống như đang tìm kiếm sự đồng thuận ý kiến. Mỗi người một ý, cuộc tranh cãi mỗi lúc một căng thẳng. Đôi bên đều lôi ra quan điểm của bản thân mà không ai chịu ai. Mâu thuẫn đẩy lên tới đỉnh điểm thì bất ngờ từ xa có một người đàn ông to con, nước da ngăm ngăm, mặc bộ quần áo xây dựng đồng phục của đội thi công này, phăm phăm bậm trợn, xắn tay áo đi tới, rồi xô mạnh bà thầy cúng, khiến cho bà ấy ngã dúi dụi cắm đầu xuống nền đất. Người này tiến lại gần giọng mà quát lên: "Cái con mụ già này, mụ câm ngay cái miệng chó của mụ lại trước khi tôi nổi điên lên đó. Mẹ kiếp, không làm thì đừng có phá cái sinh nhai của người khác. Muốn vội tiền cúng á thì đối mẹ nó ra. Mày đặt ma với cỏ, cô định dọa ai?" Cái giọng chòe chóe của giám đốc Hòa cũng cất lên: "À thôi Bình, cái thằng này, mày điên sao? Anh bảo mày bao nhiêu lần rồi, không bỏ được cái tính nóng nó đi sao? Nhưng mà cái con mụ này, anh bỏ em ra, để em cho con mụ già này một trận. Mẹ nó ăn nói hàm hồ, thằng côn lừa đảo mẹ về đây. Tao bảo mày đi ra chỗ khác, mày muốn làm anh xấu mặt trước mắt ông bà già mày ở nhà sao? Đi ra kia." Mọi người thấy chuẩn bị có ẩu đả thì vội xúm vào mặt căn ngăn, tách người đàn ông tên Bình này ra. Bà thầy Loan bấy giờ mới đứng dậy, mặt không đổi sắc. Trên trán bà rướm máu vì lúc nãy ngã đầu đập phải một viên gạch ở dưới đất. Giọng bà vẫn bình thản. Bà lấy khăn giấy lau đi vết máu trên trán, giọng vẫn bình thản: "Thôi được rồi, nếu như các chú muốn làm, tôi cũng chẳng cản được. Nhưng có điều là, đến lúc gặp họa đó, thì đừng có trách tôi không báo trước." Bà lại quay qua phía Bắc Triều, bà nói với chất giọng nhẹ nhàng hơn: "Trong chú là người điềm đạm, ít nhất là có trách nhiệm hơn hai người kia. Nên tôi nói cái này, mong chú ghi nhớ cho kỹ." Bà Loan liếc cả giám đốc và cái người đàn ông tên Bình vừa xô ngã bà, đoạn kéo Bắc Triều ra một góc mà căn dặn: "Tương lai gần thôi, tôi nghĩ làng mình sẽ có chuyện xảy ra đó. Nay tôi đã có ý cản rồi, nhưng có vẻ như số trời đã an bài rồi, không ngăn cản được. Nhưng thôi, đã nhận thì phải làm cho tới cùng. Tôi nói trước, pháp lực của tôi có hạn, tôi không thể giúp làng mình được nhiều, chỉ có thể làm hết sức trong khả năng. Nhưng mà tôi sẽ cố. Mảnh đất này long mạch đã bị đứt từ lâu rồi, cộng với tà khí rất nồng đậm từ phía dưới đất xông lên. Tôi không rõ là thứ gì tà môn được chôn ở dưới, vậy nên tôi mới không dám làm lễ bồi hoàng địa mạch. Bởi vì nếu tiến hành làm lễ thì tà khí sẽ xung vào, biến long mạch thành âm mạch. Chỗ đất này sẽ là nơi hội tụ cực nhiều tà vật tới chiếm dụng để làm chỗ sinh sôi. Bà con người ở trên đất âm thì sao? Thì chỉ có nước tận số mà thôi, không khá lên được đâu." Nói rồi bà móc cái túi đeo bên người ra một xấp giấy bùa, đưa cho Bác Triệu: "Ban nãy lúc làm lễ á,
tôi đã chuẩn bị đủ bùa trấn tà cho toàn bộ những người có mặt và làm việc trực tiếp ở đây. Chú đem cho họ, kêu họ gấp gọn rồi nhét vào trong người. Sẽ có lúc mà lá bùa cứu họ được một mạng đó. Cả chú nữa, cũng cầm lấy cho mình một tấm mà phòng thân. Một lát chuẩn bị cuốc đất động thổ, tôi sẽ hạ phong ấn trấn tà khí xuống quanh móng của ngôi chùa. Đến cuối ngày, phiền chú cho người đục rỗng cái cọc tre, để lại cái phần đốt dưới cùng. Sau đó đổ tiết gà trống vào bên trong, nút đầu ống tre lại bằng chỉ đỏ, rồi đem các cọc tre chôn ở bốn góc của khuôn viên xây dựng chùa. Cái này sẽ làm lớp ngăn cách thứ hai khỏi tà khí xông ra ngoài khu vực thi công. Bác Triệu gật đầu, đi tới phía đội thợ thi công, phát cho mỗi người một lá bùa. Trên lá bùa hiện lên các dòng cổ tự ngoằn ngoèo. Cả giám đốc và tên ban nãy xô bà thầy cũng được phát cho tấm bùa. Nhưng họ chỉ nhìn bà thầy với một ánh mắt khinh bỉ, sau đó thẳng tay xé bụng lá bùa ra. Hành động bất ngờ này làm cho bác không khỏi sững sờ. Phía bà thầy Loan, sau khi trông thấy, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Bà không để tâm tới hai tên này nữa. Bà lúc này, bà lấy một bát nước lớn, đốt bùa rồi thả tro vào bên trong bát nước, lặp lại hành động đó vài lần. Sau đó tiến tới những nơi được đánh dấu bằng vôi trước đó, ở chỗ làm móng chùa. Bà đổ thứ nước bùa xuống các mốc, tay bà gặp lại thành chỉ quyết, rồi lầm rầm niệm chú. Trước khi rời khỏi khu vực thi công, bà hướng tới đám công nhân đang ngồi la liệt phía gần máy xúc mà nói: nhớ lấy câu này, mọi việc các chú làm đều có nhân quả ứng lên cả. Nghe hay không thì tùy ở các người, nhưng mà làm gì thì làm, nên nhớ là còn người thân vợ con ở nhà. Tôi chỉ nói vậy thôi. Bà nhìn về phía tên Bình và giám đốc Hòa. Giọng nói đanh thép của bà lúc này phát ra như để trút hết sự tức giận ban nãy bà đã cố kiềm nén lại. Còn hai chúng mày, tao đã phát tâm gieo bùa cho, ấy mà chúng mày vẫn xé đi. Có trách thì trách do mạng số chúng mày tận thôi. Ấn đường của chúng mày đen lắm, họa sắp giáng xuống đầu chúng mày rồi, không lâu nữa đâu. Những ngày tháng còn lại, sống sao để mà còn tích đức cho đời con cái của chúng mày. Hai thằng mày nhớ lấy những lời mà con Loan này nói ra ngày hôm nay. Nhớ lấy. Sau cùng, bà hướng về phía Bác Triều mà nói lớn: căn nhà cấp 4 có chiếc cổng xanh tróc gần hết sơn đó. Chú nhớ lấy căn nhà này, nó sẽ là cứu cánh cuối cùng. Yên tâm đi, tôi sẽ kiếm được người đến giải đi mối họa tiềm ẩn tại ngôi làng này. Bóng lưng của người đàn bà khuất dần sau một khúc cua. Bây giờ mọi việc mới trở lại bình thường. Phía tên Bình, tay đã siết chặt nắm đấm. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống dưới nền đất, lấy chân dẫm lên, rồi miệng chửi thầm: mẹ kiếp, con mụ già chết tiệt mà, cái loại lừa đảo, ghét thật chứ. Giám đốc Bình nhìn về phía cậu em họ, con ông chú ruột của mình, giọng hụt hạc nói: mày thôi đi, đủ rồi đó Bình. Việc của mày cùng với anh em bây giờ là tập trung làm cho xong công trình này, mặc kệ con mụ già kia nói ngang nói dọc gì. Về phần Bác Triệu, câu nói mà bác để tâm của vị thầy kia cứ văng vẳng ở trong đầu. Nào là khu đất này độc, rồi cái gì mà không xây được chùa ở đây, lại thêm cả điềm báo về giấc mơ đêm qua từ người bố mới mất được một năm của bác. Những việc này có liên quan gì tới nhau? Bà thầy cúng chưa đi được bao lâu thì bất chợt có tiếng nhốn nháo từ phía thi công động thổ, làm cho Bác Triệu chú ý. Bác liền chạy ra ngay xem nơi đó xảy ra chuyện gì,
trông thấy người nằm lăn ra đất, bác vội hỏi: "Nè, sao vậy?" Một người công nhân đứng cạnh bác lên tiếng: "Anh này lúc bấm đủ giờ liền bấm nhắc cuốc đầu tiên, mà không hiểu sao lăn quay ra đất ngất đi à." "À, thôi được rồi, mấy người dìu người này vô trong lăn đi. Có lẽ là đứng dưới nắng lâu nên cảm nắng cũng phải thôi." Sau khi dìu người công nhân vào lăn được dựng tạm ở cạnh gốc đa, công việc cũng được tiếp tục. Nhưng lần này thì thêm một tiếng hét nữa. Đám công nhân từ trong lán chạy xong sọc ra. Lần này đến phiên một người lúc bổ cuốc xuống, như thế nào mà lại thành ra bổ luôn vào ngón chân cái. Ấy vì lực quá mạnh mà đứt lìa cả ngón chân. Máu từ đây phun ra xối xả. Bên đội lại cắt cử người ra đưa người này đi bệnh viện để cầm máu và nối lại ngón chân đứt lìa kia. Trớ trêu thầy, những người chở cái người bị đứt chân đó cũng gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện. Chưa hết, những sự việc kỳ quái lúc này lại tiếp tục phát sinh. Đội thợ tiếp tục có người trong lúc di chuyển thì bàn chân vô tình cứ phải mảnh sành, cũng bật máu ra xối xả. Liên tục xảy ra tai nạn lao động làm cho cai thầu không nhịn được mà phải bật ra cả câu chửi: "Tông môn nhà nó, cái ngày mẹ gì mà đen vậy? Hết thằng này tai nạn thì thằng kia đứt ngón chân. Mẹ kiếp mà." Đội thợ có 15 người thì 5 người liên tiếp dính chấn thương, mà toàn là anh em bên vận hành máy móc. Những người còn lại hầu như không biết lái xe chuyên dụng, hoặc chỉ là thợ phụ bốc vác mà thôi. Đâm ra công việc động thổ phải tạm hoãn lại mất một thời gian. Công trình xây cất lại ngôi chùa bị đình trệ mất hơn một tuần thì phía nhà thầu bổ sung thêm nhân lực, tiếp tục dự án còn đang dang dở. Lần này thi công có vẻ suôn sẻ, gần như là những nhát cuốc đầu tiên đã xong. Người thợ máy xúc bắt đầu múc từng gầu đất lên trên. Tiếng máy xúc chạy vang ầm cả một làng. Ba chiếc máy xúc thay phiên nhau hoạt động hết công suất. Xong một buổi sáng cũng khơi ra được một cái miệng hố tương đối rộng và sâu. Công việc vẫn được tiếp tục cho đến chiều. Phía đội thợ tiến lại chỗ cây xây nói: "Tình hình không ổn rồi nè. Kiểu này phải đào thêm xem ở dưới đất nền nó như thế nào. Chứ em thấy đất yếu lắm anh. Nếu được thì cho anh em nhồi cọc tre cố định lại thôi. Mà cái chùa là công trình tâm linh, không làm cẩn thận em sợ..." "Thôi được rồi, tạm thời cho anh em nghỉ tay đi. Nay cho anh em đội thợ nghỉ sớm, để tao bàn lại với bên thôn xem sao." Đám công nhân nghỉ tay, phía cai thầu đi tới láng nghỉ, hướng tới bác Triều ngồi bên trong mà hỏi: "Ờ chú à, cho cháu hỏi một chút. Làng mình năm xưa chỗ khu đất này là cái ao hả chú?" "Ờ, cái này tôi không rõ lắm. Nhưng mà thấy các cụ bảo năm xưa nơi này có nhiều ao hồ, chắc cũng đúng thôi. Ấy mà có vấn đề gì sao?" "Dạ phải rồi. Tình hình anh em đội thợ bảo với cháu là đất nền khu vực này yếu lắm. Cháu cần xin ý kiến của chú, là bọn cháu sẽ cho người đào sâu thêm, cho nhồi thêm cọc tre để mà gia cố lại. Nếu mà không thì lúc dựng móng lên, phần công trình kết cấu sẽ không được ổn định đâu. Cháu qua báo lại với chú là sẽ có phí phát sinh đó." Bác Triệu đưa tay lên cầm, gãi gãi một hồi, sau đó mới đáp: "Thôi được rồi, mai chú cứ cho anh em nhồi cọc làm móng như thường đi. Việc này tôi sẽ có ý kiến lại với dân sau." Một ngày mới lại bắt đầu. Đâu đó trong văn phòng ở một công ty, chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn đang rung lên từng hồi chuông. Cả giám đốc Hòa bước tới nhấc máy. Phía đầu dây bên kia vang lên giọng ồm ồm của tên Bình: "Anh à, anh qua địa điểm thi công xây chùa đi, có chuyện phát sinh rồi." "Ờ, có chuyện gì?" "Ờ, được rồi, để tao qua." Tiếng cúp máy vang lên. Tên giám đốc lại bấm số liên lạc với một ai đó. Ở phía công trình đang thi công, người dân trong làng kéo đến rất đông, đứng kín hết cả một khu vực đào móng để coi tình hình. Ở phía dưới nơi đào móng lúc này, hiện ra một nửa chiếc quan tài bằng gỗ đang nhô lên khỏi mặt đất. Đội thợ bắt đầu quấn dây xích sắt quanh chiếc quan
nối với tai gậu của máy xúc. Người lái nổ máy, chiếc quan tài bằng gỗ theo cú đạp ga mà được lôi tuột lên khỏi mặt đất. Đập vào mặt người dân và đội thi công, bấy giờ là một chiếc quan tài. Bên phía ngoài phủ một lớp sơn màu đen bị móc meo và xước xác. Cả chiếc quan được quấn quanh bởi dây chảo, nhưng dây đã bị mục khá nhiều. Trông qua vẻ ngoài của nó như vậy, có thể ngầm đoán được tuổi của cái quan tài này cũng lâu rồi. Bất chợt có tiếng hò vang lên từ phía sau lưng mọi người. Nào nào nào, tránh ra. Mấy cái người này, công trường chỗ người ta đang thi công mà đứng đây làm gì vậy? Cái chất âm chòe chóe nghe đến trát cả lỗ tai, đích thị không ai khác ngoài tên giám đốc. Hắn ta rẽ đám người đang vây kín lấy công trường, hướng tới phía đào móng chùa. Kế đó nhảy xuống, bước tới phía trước quan tài, đưa tay sờ lên nắp ván thiên. Đoàn lại gật gù tấm tắc nói với tên Bình. Được đó, kể ra mày cũng tình mắt đó chứ. Tên Bình ghé sát vào tai gã anh họ của mình. Gã vừa cười vừa nói, điều bộ vô cùng nham nhở. Ban đầu em định cho anh em giải quyết, nhưng mà em nghĩ với người thích đồ cổ như anh thì anh sẽ thích, nên mới gọi anh qua đó. Nói tới đây, hai tay hắn xoa xoa vào nhau, nở một nụ cười hèn hạ. Tên giám đốc nhìn mặt thằng em họ như hiểu được ý tứ. Hắn lườm Bình một cái rồi thấp giọng. Mày chỉ được có vậy là nhanh. Thôi được rồi, chiều nay lên cơ quan tao sẽ có thưởng cho mày, không phải đánh tiếng như vậy. Thế giờ tính sao anh? Cái quan tài này chuyển đi đâu? Cả Bình tay chỉ về phía chiếc quan tài đưa ra thắc mắc. Tên giám đốc đáp. Lúc nãy anh nhìn qua đó, lớp sơn với hoa văn chạm khắc trên nắp quan, thì anh đoán đây nó có khả năng cao là được liệt vào hạng mục tâm linh cần được bảo tồn rồi. Vậy phen này làm sao ăn được cái món hàng này đây? Không, tao đã có thu xếp cả rồi. Mày yên tâm đi, đến chiều là ông ta qua đây thôi. Vậy còn cái bọn người kia? Tên Bình thấp giọng, đoạn đánh mắt về phía những người cán bộ của xã đang được cử xuống. Cả giám đốc cười khẩy. Mấy người đó không có quyền động vào cái thứ này đâu. Bây giờ nghe tao, giải tán cái lũ dân đen ở đây, để đám này đứng hóng quá không có tốt đâu. Tên giám đốc ngước mắt lên thì thấy ánh mắt sôi xét của đám thợ đang nhìn về phía mình. Đoạn hắn đưa tay lên miệng e hè một tiếng, sau đó mới leo lên trên khỏi miệng hú. Hắn cất cái giọng chua lét của mình nói ra văn mẫu của bản thân, cố tình lớn tiếng cho những người dân có mặt ở đây nghe thấy, và cũng như là để đuổi khéo mấy người cán bộ xã được cử xuống. Phiền mọi người rời khỏi khu vực thi công để chúng tôi tiếp tục công việc. Chú Cai à, anh đã bảo chú bao nhiêu lần rồi? Chú cho anh em quay bạc lại, dựng vách tôn lên, vây lại cái khu vực thi công. Thứ nhất là để bảo vệ tài sản công trình tránh mất mát. Thứ hai là lúc thi công không có ảnh hưởng tới bà con. Chú cho làm ngay đi. Phía cai thầu gọi đội thợ đến tiếp tục công việc. Còn tên giám đốc Hòa bây giờ lại chạy lại chỗ mấy cán bộ xã nói gì đó, tay chỉ về hướng có cái quan tài. Hắn khua tay múa chân được một lúc thì đám người bắt tay niềm nở, sau đó gật gù. Đám đông chính thức bị giải tán, ai về nhà nấy. Sang đầu giờ chiều, một cái vách ngăn bằng tôn cao hơn 2 mét và lưới sắt đã được đội thợ dựng lên bao quanh lấy khu vực này. Trời sẩm tối, tại nhà của bác Triệu, trong lúc bác còn đang thiêu thiêu ngủ thì giọng của vợ bác khẽ vang lên. Mình ơi, mình ra xem có ai tìm mình kìa. Ai vậy? Tôi không rõ nữa. Tôi thấy ông ta có vẻ không phải người làng của mình, trông khá lớn tuổi á. Mình cứ ra xem sao. Bước ra đến cửa, bác Triệu thấy có một người đàn ông, mái tóc bạc trắng như cước, vận trên mình bộ quần áo màu nâu. Bên tay trái đeo một cái tay nải được vá lại một góc, trên đầu đội một cái mũ cối,
Ông ta tiến lại chỗ bác mà hỏi. Cho tôi hỏi, chú có phải là chú Triệu, trưởng làng này hay không? Bác Triệu gật đầu xác nhận, sau đó nhìn về phía ông cụ và hỏi ngược lại. Dạ đúng rồi thưa cụ, mà cụ tìm con có vấn đề gì ạ? Tôi tên là Nghĩa, là một thầy pháp. Nãy có dịp đi ngang qua đây, tôi có đi quanh làng mình một vòng, thấy đất ở đây xấu quá, lòng mạch đứt hết cả rồi. Bác Triệu nghe xong, ánh mắt ngó nghiêng ra cổng như sợ bị ai phát hiện. Sau đó bác mời người đàn ông vào trong nhà, rót trà cho bắt đầu hỏi chuyện. Dạ thưa cụ, ý cụ nói là sao? Con chưa hiểu lắm. Nãy giờ có việc tình cờ đi qua đây, thấy làng mình đất xấu lắm. Trong làng mình điều kiện sống của người dân có vẻ thấp hơn những nơi khác, mặc dù không phải là địa phương khó khăn. Nhưng đến khi khai nhãn quan sát thì tôi mới biết được nguyên do. Long mạch của làng bị đứt bao nhiêu lâu nay, khí vận của làng cũng đi xuống, phúc khí không có, thì lấy đâu dân định cư chung này mà làm ăn được. Bác Triệu nghe xong thì rơi vào trầm tư, ngẫm ra thì thấy cũng đúng. Xưa nay làng mình người dân mặc dù rất chịu khó, nhưng làm mãi mà điều kiện sống không mấy cải thiện, cái nghèo vẫn đeo bám. Trong khi đó ngôi làng sát bên, nhà lầu mọc lên như nấm. Mạn phép cho tôi hỏi, cái công trình mà làng mình đang xây kia, phải chăng là chùa hay là đền thờ gì, có đúng không? Dạ đúng rồi thưa thầy. Xây được chùa này, chắc chắn phần lớn tiền là của con cái người dân đi làm ăn xa, thành đạt, quyên góp gửi về, có đúng không? Dạ đúng rồi thưa thầy. Tiền là đa phần của con cái người dân đi làm ăn xa thành đạt gửi về cho làng đó. Tôi đi quanh, thấy bao quanh khu đất dường như có ai đó chôn cọc tre, dựng kết giới, phong ấn tà khí. Trong vào khu vực thi công thì thấy có chương khí và âm khí vất vưởng rất nặng nề, nhất định nơi đó có sự không lành hoặc là có tà vật cực mạnh. Trước đó hẳn là có người nhìn ra được nguy hại từ khu đất, thì tại sao không cho dừng thi công mà vẫn tiếp tục làm vậy? Ông thầy pháp nói tới đây thì trong đầu Bác Triệu như có tiếng sấm nổ, bởi vì những lời ông ấy nói nếu liên kết lại với những lời nói của bà thầy cúng, phần nào cũng có sự giống nhau đến đáng sợ. Kế đó, bác nhìn ông thầy, bắt đầu kể lại những sự việc hôm đầu tiên khai quốc đào móng. Bà kể ra luôn việc đội thợ đào được một cổ quan tài. Sau khi kể xong, bác móc trong túi ra lá bùa mà bà thầy Loan đã đưa. Ông cụ đón lấy tấm bùa, nhìn dòng pháp lực không ngừng tỏa ra quấn quanh lấy tờ linh phù. Đoạn khẽ cau mày, miệng ông lẩm bẩm. Thật sơn trấn tà phù. Mình nhớ trong đạo quán làm gì có nữ đệ tử nào đâu chứ. Trấn gì thưa thầy? Không có gì đâu. Bây giờ ta qua bên phía công trình đi, để tôi vào xem cụ thể cái quan tài đó như thế nào. Hai người đàn ông bước ra khỏi nhà, đi tới khu vực xây dựng chùa. Một chiếc xe cẩu cỡ nhỏ từ trong khu vực xây dựng đi ra. Họ bước vào thì đập vào mắt là nhóm thợ cộng với tên giám đốc Hòa đang đứng nhìn chỗ cổ quan tài được đặt ngay ngắn trên một cái giá đỡ bằng sắt. Thầy Nghĩa vừa nhìn thấy cổ quan tài, sắc mặt liền có sự biến chuyển. Hai hàng lông mày cau lại, đi nhanh về phía nhóm người còn đang nói cười. Thầy bước tới, không nói gì mà rút trong người ra một lá bùa, kết ấn rồi vỗ mạnh lên nắp ván thi. Tên giám đốc thấy có người đi tới, không nói không rằng mà làm ra mấy hành động khó hiểu như vậy, liền kéo vai ông thầy mà quát lên.
Nè, cái lão già này, ông làm cái gì vậy? Biết cái này là cái gì hay không mà động tay động chân vào đây? Thế các anh có biết vật bên trong quan tài này là gì hay không mà dám cho người đào lên? Vật gì cũng không có liên quan gì tới ông, mà ở đây là khu vực chúng tôi đang làm việc. Ông từ đâu đến, có quyền gì mà ngăn cản tôi? Phiền ông đi ra chỗ khác đi. Nè mấy cậu, bật nắp quan tài này lên. Dứt lời, Hòa xé bung lá bùa mà thầy Nghĩa vừa dán lên trên nắp quan. Sau đó một vài người thợ liền dùng xà beng tiến lại bật nắp ván thiên. Nắp quan vừa hé ra được một chút, trong mắt thầy xuất hiện một luồng tà khí màu máu nhanh chóng xộc ra từ những khe hở giữa tấm nắp ván và áo quan. Những người thợ hít phải lập tức ngã lăn quay, sùi bọt mép, người giãy giụa như lên cơn động kinh. Mắt thấy sự việc xảy ra, thầy Nghĩa một lần nữa lại lao đến, bấm chỉ quyết rồi đánh vào trán của mấy người đang co giật. Lập tức họ không giãy giụa nữa, liền ngất đi. Sau đó thầy kết ấn vỗ mạnh lên nắp quan, đem bốn lá bùa dán ở bốn góc quan tài lại. Thầy quát lên: "Tôi đã nói rồi, không có được mở ra. Mấy người không thấy bọn họ hít phải tà khí liền lăn ra co giật hay sao? Mẹ nói cái lão già này!" Nghe tiếng chửi vang lên, tên Bình tiến lại túm lấy cổ áo của thầy giật mạnh về phía sau, làm cho thầy ngã lăn mấy vòng trên đất. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho bác Triệu chưa kịp tiếp thu, bây giờ mới kịp phản ứng. Bác tiến tới đỡ ông thầy dậy, hướng tới phía nhóm người mà nói: "Nè mấy chú, có cái gì từ từ nói chuyện, đừng có động tay động chân như thế. Người làng người nước với nhau cả mà." "Người làng người nước cái gì? Nếu chú còn hiểu cái câu này thì đưa ông cụ ra khỏi đây ngay. Chỗ này là chỗ làm việc của chúng tôi, không ai có quyền can thiệp vào." Tên Bình nói xong, gã giám đốc lại lên tiếng: "Nè thôi đi Bình, mày cho anh em đưa mấy cái người bị ngất này về nghỉ đi, trời cũng tối rồi. Còn anh Triệu, anh là trưởng thôn, mà không lẽ anh không phổ biến cho người dân ở làng mình là khu vực công trường thi công không được phép người lạ vào hay sao? Bọn em đã phải quay kín lại, dựng rào tôn để tránh thất thoát tài sản, mà anh vẫn đưa người lạ vào là sao?" Bác Triệu lúng túng chưa biết trả lời sao thì cả giám đốc khoát tay đuổi: "Thôi được rồi, anh đưa ông cụ về đi. Một lát nữa sẽ có người của cơ quan thẩm định đến đây, phiền anh một chút vậy." Thầy Nghĩa vừa đi tới phía quan tài vừa nói: "Các anh không phải là thầy, các anh không nhìn ra được mối họa trong cái quan tài này. Đây là vật cực tà, tôi không rõ bên trong có thứ gì, nhưng nếu mở ra bây giờ, trước mắt là cả đội thi công này sẽ chết, sau đó là dân làng này nữa đó. Mẹ đó, cái lão già khốn kiếp lải nhải từ nãy tới giờ, xem ra tao không cho thằng già này ăn đập á, thì mày còn giả thần lộng quỷ ở đây rồi. Bên, anh nói mày không nghe sao?" Giám đốc Hòa gắt lên choe choé. Tên Bình mặc kệ lời anh họ, hắn lao lên. Cái tên này cực kỳ cục tính, phàm là việc gì hắn chướng tai gai mắt thì chắc chắn sẽ dùng nắm đấm để giải quyết. Bình giơ nắm đấm hướng về phía mặt ông thầy. Người hắn cao gần 1m9, to như con bò mộng, nắm đấm chắc khỏe vung ra. Thầy Nghĩa trụ chân làm điểm tựa, tay đưa lên kết ấn, tay đập mạnh vào nhau, liên tục biến đổi ấn pháp, miệng lẩm bẩm chú quyết, đưa tay xòe ra trước mặt, hướng lòng bàn tay về phía nắm đấm của tên Bình. Có lẽ trong suy nghĩ của mọi người ở đây thì cánh tay già nua của thầy sẽ không sao địch lại được với lực đấm của một kẻ đô con như tên Bình, nhưng có vẻ là đã sai. Khi mà nắm đấm của gã Bình vừa chạm tới tay thầy Nghĩa, lập tức cả người giống như một viên đạn bắn ngược về phía sau bằng một tốc độ kinh hồn. Hắn đập mạnh vào chiếc giá sắt đang đỡ lấy cái quan tài kia, nghe rầm một tiếng, lập tức phun ra một búng máu. Còn cái giá bị lực đạo vừa rồi làm cho nghiêng ngã rồi rơi xuống chiếc hố. Áo của tên Bình bị mắc vào cây đinh bên cạnh chiếc giá sắt,
cả người hắn theo cổ quan tài cùng với chiếc giá rơi ầm xuống phía dưới. Thầy Nghĩa nhìn về hướng Thanh Bình rơi xuống mà lắc đầu. Thanh niên sức dài dai rộng, mà tiếc là hỏa khí trong người quá lớn, không kiềm hãm được bản tính. Ân đường của mày đen kịch như thế kia, xem ra số mày thật sự là tận rồi. Bác Triệu há hốc mồm nhìn về phía thầy Nghĩa. Ngay khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía vị pháp sư, thì một tiếng còi hú của cảnh sát kèm theo một tiếng quát sắc nhọn vang lên sau lưng bọn họ. Dừng tay! Các người làm cái gì vậy? Sau lưng tất cả những người có mặt ở đây liền xuất hiện một chiếc xe tải. Bên trên có nhiều viên cảnh sát. Ở một góc khác, bước xuống từ một chiếc xe con màu trắng sang trọng là một gã đàn ông trung niên, đeo một chiếc kính gọng vàng, ăn mặc chỉnh tề. Mà người vừa quát nhóm ở đây chính là người đàn ông này. Họ tiến hành giăng dây giới nghiêm và bao quanh nhóm người thợ công trình lại thành vòng tròn. Thầy Nghĩa và bác Triệu cùng với nhóm thợ nhất thời chưa hiểu chuyện gì, đứng ngay ra tại chỗ. Người trung niên mới tới này nhìn không giống như một sĩ quan. Ông ta chỉ tay bầu thầy Nghĩa và bác Triệu mà nói: các người là ai? Bây giờ tên giám đốc Hòa mới tiến lại vị trung niên này. Hắn nói, hướng ánh mắt về phía bác Triệu và thầy Nghĩa. Giới thiệu với các người, đây là anh Vinh, một giáo sư chuyên nghiên cứu về các công trình khảo cổ tâm linh của tỉnh, từng đạt nhiều giải thưởng từ quốc tế đó. Thầy Nghĩa nhìn qua cái điệu bộ khúm núm của tên giám đốc kia, ông có thể thầm đoán được bọn này quen biết nhau. Xem ra người kia không chỉ là giáo sư mà còn có mối quan hệ rộng lớn trong ngành, nên mới hóng hách như thế. Ông Vinh kia nhìn thầy Nghĩa, sau đó tiến ra chỗ chiếc quan tài vừa rơi xuống. Đoạn ông ta ra hiệu với những cộng sự có mặt ở đây: các đồng chí à, phiền các đồng chí đưa hết những người không có phận sự ra khỏi khu vực này giúp tôi, sau đó cho người xuống mở nắp quan tài dưới kia và đưa người vừa bị ngã dưới lên trên này. Sau một tràng hiệu lệnh, họ cũng bắt đầu làm công việc của mình. Họ đưa thầy Nghĩa và nhóm công nhân ra bên ngoài, đóng cửa lại, đứng bên ngoài canh gác. Người dân kéo đến xem cũng bị giải tỏa đi. Lúc này bên trong khu vực thi công chỉ còn lại gã giáo sư, bác Triệu và gã giám đốc Hòa. Có ba người được cử xuống dưới hố để giúp đưa gã Bình đang bất tỉnh lên khỏi mặt đất. Một vài người nữa đeo mặt nạ phòng độc cũng đã cầm sẵn công cụ phục vụ quá trình mở nắp quan tài. Bùa trên nắp quan cũng bị gỡ ra, sau đó tiếng lạch cạch của nắp ván mở ra. Đập vào mắt là một cái xác khô quắc, mặc một bộ chiến phục cổ xưa. Kèm theo đó là rất nhiều đồ vật tùy táng, châu báu lẫn vàng bạc ở trong quan tài. Tên Hòa lấy vai gã giáo sư: phen này á, vớ được hàng ngon rồi anh ơi. Lần này anh nhất định phải chia cho thằng em này một phần công lao đó. Trong khi hai tên đó chưa kịp vui mừng thì lập tức có tình huống phát sinh. Từ miệng cái xác trong quan tài bấy giờ phun ra một luồng khói màu đỏ. Luồng khói đó rất nhanh bao trùm lấy tất cả những người có mặt ở dưới hố. Những người bị luồng khói kia chạm phải lập tức lăn ra bất tỉnh. Tưởng chừng như khói đỏ kia sẽ tiếp tục lan rộng ra, nhưng đến miệng của hố thì nó đã dừng lại. Giống như có một lớp kết giới ngăn chặn những luồng khói đó lại. Hai kẻ đó đứng trên mặt đất vẻ mặt biến sắc, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bác Triệu cũng hết sức bất ngờ vì tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Tên giáo sư thông qua bộ đàm gọi toàn bộ những người còn lại đang canh cửa bên ngoài tập hợp hết vào bên trong, chốt cửa lại. Thầy Nghĩa nhân đó mà cũng vào theo. Khi thầy nhìn thấy đám khối đỏ màu đặc quánh trong cái hố, nhất thời thầy cũng đổ mồ hôi lạnh, vì thứ mà thầy ngầm đoán, không ngờ nó lại có mặt ở đây. Cái này chẳng lẽ là huyết phụ quỷ thì không xong rồi. Thầy à, khi làn khối kia tỏa ra, mấy người ở dưới đều ngã lăn ra ngất đi. Tới bây giờ không rõ phát sinh việc gì. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Bác Triệu tiến lại, nói về tình huống vừa phát sinh.
thầy Nghĩa cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Cả đám khói kia nhất thời chỉ là huyết vụ do cái thứ tà vật ở dưới phun ra, hòng che đi sự việc xảy ra dưới đó. Ngay cả pháp nhãn của thầy Nghĩa cũng không thể nhìn rõ được ở dưới đang xảy ra chuyện gì. Phía tên giáo sư ra lệnh cho hai người bên cạnh mình nhảy xuống để thám thính tình hình. Thầy Nghĩa liền ra tay ngăn cản. Dừng lại, ông không được cho phép họ xuống dưới đó. Dưới này là huyết vụ, chứa rất nhiều tà khí. Phía dưới còn chưa rõ là tà vật gì, sao ông dám cả gan cho người xuống chứ? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ông có chịu trách nhiệm được hay không? Ông câm mồm đi. Ban nãy tôi có nghe những lời từ giám đốc Hòa đây. Ông lộng thần giả quỷ, bây giờ còn ở đây hàm ngôn được hay sao? Thứ dưới kia chỉ là một cái xác vô hồn đã chết nhiều năm, khô quắc rồi, thì làm sao mà sống dậy được? Đồ tùy tán có rất nhiều di vật có giá trị về mặt khảo cổ. Hơn nữa cái xác kia cũng cần được nghiên cứu, ông có biết hay không hả? Thầy Nghĩa nghe ông già này nói xong thì mặt tối sầm lại. Nghiên cứu là nghiên cứu cái gì? Đã xuất phát từ sự hiếu kỳ đối với thứ tà vật bên dưới kia mà ra, hắn ta định dùng con quỷ thi ở dưới để làm nghiên cứu sao? Chẳng trách mà hắn ta không quan tâm đến sự sống chết của những người ở đây. Thầy Nghĩa tức giận, nắm chặt lấy cổ áo của hắn ta mà gắt lên. Ông muốn chết thì cứ đi mà chết, tại sao lại muốn làm liên lụy tới người khác như vậy? Hiện giờ tại đây tuy đã được bố trí kết giới để tạm thời ngăn cái thứ ở dưới lại, nhưng mà vạn nhất tà vật mà sống ra được thì khẳng định số người bị giết không chỉ dừng lại ở một hai người đâu. Tên giáo sư chỉ hừ lạnh. Hắn ta giật phăng tay của thầy ra, kế đó tiếp tục điều động người của mình. Thầy Nghĩa đi tới đứng chắn trước mặt mấy người đó rồi nói: các chú không nghe tôi thì chỉ có chết đó. Tôi dám mang cái mạng già của mình ra đảm bảo. Còn cái tên giáo sư chết tiệt kìa, ông không nghe tôi nói hay sao? Ở dưới là một con quỷ thi, sao ông còn cố chấp vậy? Giáo sư Vinh ngửa mặt lên trời mà cười. Quỷ thi, đó là cách nói của những kẻ thầy bà luôn tuyên truyền mê tín, nghi thần nghi quỷ, hòng ăn được chút tiền của thiên hạ. Một thi thể chôn xuống dưới đất cả vài trăm năm như vậy, do không hợp thổ nhưỡng, vi khuẩn yếm khí không phát sinh được, đương nhiên là sẽ không bị thối rữa. Các loại khí gây ra phản ứng hóa học lâu ngày, khi đào lên tiếp xúc với không khí thì mới xảy ra phản ứng tỏa khối như ông thấy thôi. Đây chỉ là những kiến thức sơ cấp về khoa học, ông không biết được đâu, lại còn dám đứng trước mặt tôi mà nói nhăn nói cuội. Ông nói gì? Tôi thấy ông mới là thứ không hiểu gì cả đó. Sao ông không chịu nghĩ? Nếu mà làn khối này như ông nói chỉ là chất khoa học, mọi người sẽ cảnh giác và đã leo lên từ nãy rồi, chứ không phải đến khi tôi tranh luận với ông mà vẫn ở dưới không có động tĩnh gì đâu. Còn nữa, mắt ông cũng nhìn thấy, những người hít phải huyết vụ đều bất tỉnh đi, tới bây giờ chưa rõ sống chết. Chẳng lẽ ông còn muốn cho người xuống sao? Những người kia nghe thầy Nghĩa nói xong cũng có chút dao động. Bởi vì nếu suy xét thì thực sự cũng không phải là không có lý. Nhưng những người ở đây đa phần đều không có mê tín, nên họ kéo thầy về phía sau rồi nói: phiền cụ ra đằng sau đi, cho chúng cháu làm nhiệm vụ. Cụ cứ yên tâm, lòng tốt của cụ bọn cháu sẽ lưu ý. Thầy Nghĩa biết mình không có khả năng khuyên can tới mấy người này. Thầy chỉ nhìn tên giáo sư chết tiệt kia với thái độ lạnh băng. Đoạn đi tới phía trước bác Triệu mà nói: chú Triệu à, đây là tất cả ẩn khí phù mà tôi có. Chú cầm sắp linh phù này đi dán hết tất cả các cổng nhà của những hộ dân trong làng mình đi. Sau đó chú ra nhà văn hóa đó, phát loa thông báo tới bà con, đóng hết cửa nẻo, tránh ra ngoài vào lúc này. Tôi thấy tình hình ở đây không khống chế được nữa rồi. Bác Triệu gật gù, sau đó cầm lấy sắp linh phù mà thầy Nghĩa đưa cho, lấy xe máy rời khỏi khu vực này đi thực hiện việc được giao phó. Về phần đám người kia,
có vẻ như họ đã thống nhất được với tên giáo sư. Sau đó có hai người cầm theo mặt nạ phòng độc cùng với vũ khí nhảy xuống dưới hố. Bóng của họ rất nhanh bị làn khói màu đỏ bên trong lòng hố nuốt chửng lấy. Được một lát thì những người có mặt ở đây nghe thấy tiếng loa phát thanh của thôn. Là giọng của bác Triệu đang thông báo tới bà con trong làng có vấn đề, không nên ra khỏi nhà vào lúc tối muộn như thế này. Tên giáo sư nghe thấy những thông báo kia, hắn chỉ nhìn thầy Nghĩa, vẻ mặt đầy khinh bỉ, hừ một cái rồi nói: "Già đâu rồi mà còn lú lẫn, đúng là cái loại thần côn lừa đảo mà." Thầy Nghĩa không thèm để tâm. Trời lúc này tối đen, mọi cảnh vật cứ mờ mờ dưới ánh đèn gắn trên cái tường rào bằng tôn quay quanh khu vực thi công. Thầy Nghĩa ở phía trên cau mày quan sát động tĩnh. Hai người kia xuống dưới đã rất lâu mà vẫn chưa thấy lên. Thầy Nghĩa thấy bác Triệu sau khi làm xong việc không trở về nhà mà quay lại đây, thầy mới trách móc. Nghe câu nói từ phía bác Triệu xong, thầy lại không khỏi ấm lòng. "Thầy cứ khéo lo, mà con cũng không có gì phải bận tâm đâu thầy. Nhìn thầy giống bố con lúc sinh thời, con cũng muốn làm cái gì đó giúp thầy lẫn dân làng, ít nhất là vào lúc như thế này." Một người ở đó lên tiếng nói với người giáo sư khảo cổ kia: "Lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa thấy hai người kia lên? Có lẽ là có sự không lành rồi." Lão giáo sư quay nhìn sang bác Triệu và thầy Nghĩa một hồi, sau đó mới đáp lời: "Chắc là không sao đâu. Cậu cứ điều một người xuống kiểm tra xem như thế nào. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Người kia chẳng còn biện pháp nào, đành phải gật đầu. Sau đó anh ta cử một người khác dưới quyền của mình, rồi nói: "Cậu xuống xem thử đi. Bất kể dưới đó phát sinh tình huống gì, cũng phải trèo lên ngay để báo cáo. Ưu tiên chú ý sự an toàn." Người đó cũng đeo mặt nạ phòng độc, nhảy xuống dưới hố. Thân hình anh ta cũng biến mất sau làn sương đỏ ngầu. Bác Triệu đứng một bên nãy giờ. Một người trước giờ vốn đã bình tĩnh với cái sự đời, nhưng khi gặp phải tên giáo sư này cũng không nhịn nổi, toàn lao lên thổi mấy cú đấm vào mặt gã ta, thì bị những người khác cản lại. Bác lớn tiếng chửi: "Chịu trách nhiệm cái gì? Đây là đang gián tiếp đẩy con người ta vào chỗ chết. Ông đúng là không có đạo đức mà. Chẳng phải lúc nãy ông cũng thấy những người ở đó lăn ra bất tỉnh rồi sao?" Bác được kéo lùi ra đằng sau. Bác cũng biết mấy người này chỉ là đang làm theo đúng nhiệm vụ của mình, đều đang có cha có mẹ. Nếu như để cho tên giáo sư này bác phải xuống dưới đó, như thế thật là không đáng. Thầy Nghĩa một bên lên tiếng khuyên can: "Các chú à, các chú đừng có nghe tên này mà cho người của mình xuống dưới đó nữa. Nếu xảy ra chuyện mà họ mất đi tính mạng, thì đến lúc đó sẽ ăn nói như thế nào với gia đình của họ đây?" Người sĩ quan nghe lời nói của thầy Nghĩa liền lên tiếng cảm ơn. Anh ta nói sẽ lưu ý, và anh ta cũng ngầm hiểu được là có chuyện gì bất thường, cho nên thái độ của anh ta về phía vị thầy pháp không giống như người giáo sư kia. Thêm một người nữa được điều xuống, tất cả những người còn lại bắt đầu lo lắng chờ đợi. 30 phút trôi qua, nhưng những người được phái xuống hố đều không thấy trở lên. Viên sĩ quan lúc này mới hỏi những đồng đội có mặt lúc trước về tình trạng của chiếc quan tài ở dưới hố. Nghe xong, anh ấy càng lo lắng hơn. Đoạn anh ta tiến lại chỗ tên giáo sư: "Giáo sư à, cái hố nền đổ móng chùa này rộng không quá 200 mét vuông, không thể có chuyện đi mãi mà không thể trở lên được. Hơn nữa cứ cho là bị đám sương mù này che mắt đi, thì có đi mò mẫm, căng lắm cũng chỉ cỡ 10 phút là ra đến vách hố móng rồi." "À, cậu tin lời của lão già kia, mở mồm ra nói toàn ma quỷ. Chúng ta cứ chờ thêm một lúc nữa xem sao." Không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Một lúc sau vì không nhịn được nữa, anh ta mới tiến lại sát bên miệng chiếc hố, rồi gọi to tên của những người đã xuống dưới kia. Nhưng vẫn là một khoảng lặng,
cùng với màn sương đỏ đậm đặc vờn quanh miệng hố. 30 phút nữa trôi qua, đến thời điểm hiện tại đã là 2 tiếng, vẫn không hề có bất cứ một phản hồi nào qua bộ đàm hay động tĩnh gì bên dưới hố. Lúc này tất cả những người có mặt ở đây thật sự hoảng sợ. Viên sĩ quan quyết định dẫn người xuống để cứu những người ở dưới lên. Thầy Nghĩa liền lên tiếng ngăn cản. Giờ này khẳng định những người xuống điều tra xem xét đã lạnh ít dữ nhiều rồi. Nếu bây giờ anh cho những người này xuống cùng với anh cũng sẽ phải mất mạng ở dưới đó. Viên sĩ quan được thầy Nghĩa ra tay ngăn cản. Bác Triều cũng tiến lại góp lời khuyên, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Bên dưới là những đồng đội của cháu, cháu làm sao bỏ mặc không cứu họ được chứ? Cứu sao? Chỉ sợ khi chú bước chân xuống dưới đó, đến ngay cả mạng của chú cũng không giữ nổi, thì làm sao mà cứu được họ? Ừ, thế bây giờ phải làm như thế nào đây? Theo như tôi biết, trường hợp xấu nhất, nếu như con quỷ thì ở dưới kia hút được máu sống, thì buộc phải qua nửa đêm nó mới thức tỉnh. Bây giờ còn gần một tiếng nữa mới qua nửa đêm. Chú cho tôi bài trận, tẩy hết đám huyết vụ này đi. Còn về cái xác bên trong chiếc quan thì phải tắm dầu đốt chết thứ tà vật đó. À, không có được. Cái xác trong cái cổ quan đó là thứ cần phải được nghiên cứu, tuyệt đối không được hủy hoại nó. Lão giáo sư kia lập tức lên tiếng ngay. Bác Triều chỉ thẳng mặt hắn. Không được hủy hoại sao? Vậy thì ông tự xuống đó mà nghiên cứu đi. Sao cứ bắt người ta phải đâm đầu vào chỗ chết như vậy? Đã mấy người xuống đó rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy lệnh. Ông còn muốn nghiên cứu cái gì nữa? Ông còn muốn bảo vệ cái thứ tà vật ở dưới đó? Tôi nghĩ nhân cách của ông bị chó tha mất rồi. Thầy Nghĩa cũng không quan tâm gã Vinh là giáo sư khảo cổ gì cả. Thầy nói với điệu bộ gay gắt. Là nghiên cứu của chú quan trọng, hay là mạng sống của những người này quan trọng? Tới giờ chắc chắn là đã có người chết rồi. Thứ tà vật bên dưới kia, đến bản thân tôi vẫn còn e ngại khi đụng độ với nó. Chẳng lẽ một người học cao như chú, đến cả nhân tâm của một con người cũng không có sao? Các người thì hiểu gì về khoa học? Các người có biết việc nghiên cứu quan trọng như thế nào hay không? Là một nhà nghiên cứu khảo cổ thì cần phải có tinh thần hiến mình cho khoa học. Cho dù có hy sinh, thì sự hy sinh đó là vì khoa học. Một sự hy sinh rất đáng giá. Bác Triệu nghe xong thì trợn mắt á khẩu. Quả thật cuộc đời của bác đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bác gặp cái loại người trên mình mang hàm học giáo sư mà lại vừa ngu si vừa bị ổi đến như vậy. Bác nhổ ngay một bãi nước bọt, cho gằn giọng nói. Được, nếu ông nói đã nghiên cứu là quan trọng, tinh thần hiến thân vì khoa học cũng chính như ông nói, vậy thì ông xuống đó mà nghiên cứu đi. Sau khi xuống dưới đó, cứ việc nghiên cứu cho cẩn thận. Nếu ông không lên được, tôi kêu dân làng lập cho ông một tấm bia tưởng niệm ngài, sau đó khánh thành chùa. Trên đó tôi cũng sẽ ghi người này đã hiến mình vì khoa học rồi đó. Gã giáo sư bị bắt Triệu nói thiếu chút nữa học máu tươi vì tức giận. Sau cùng lão ta lên tiếng hướng về phía vị sĩ quan. Bất luận chuyện gì cũng không được đổ dầu để hủy cái thầy đó. Nếu không yên tâm, chú cứ cho vài người xuống hố xem sao. Quả nhiên tên này không hề coi tính mạng người khác là cái thá gì, lại còn tiếp tục muốn cho người ta xuống để nộp mạng. Thầy Nghĩa nói với viên sĩ quan. Không thể cho thêm người xuống đó đâu. Loại người vô lương tâm chỉ nghĩ tới lợi ích của mình, coi thường tính mạng của người khác như hắn ta. Anh mà tiếp tục cho người xuống, tôi khẳng định toàn đội hôm nay sẽ phải chết đó. Thầy Nghĩa lấy một cành cây khá dài, sau đó đưa phần ngọn có những chiếc lá về phía miệng hố. Đến khi rút ra từ làn sương đỏ, thì những cái lá cây trên đó đã héo rũ và khô quắt vào. Viên cảnh sát cùng với mọi người nhìn thấy một màn này đều cả kinh. Vậy đã đủ cho chú và đồng đội ở lại trên này chưa? Như thế này là sao vậy cụ?
Ở dưới đó là tà khí và quỷ khí cực nhiều. Pháp nhãn của tôi còn không thấy được. Những thứ này kết hợp lại tạo ra huyết vụ mà con người có thể thấy bằng mắt thường. Khẳng định với cậu, bất cứ ai bước xuống mà không có phù thân hộ thể ngăn cản tà khí thì chỉ độ 5 phút là mạng không còn đâu. Nhưng mà bọn họ đều có đeo mặt nạ phòng độc hết mà. Vô dụng thôi. Thứ này xuất phát là từ âm lực. Mà bây giờ tôi có giải thích cậu cũng không hiểu được. Cậu cũng thấy rồi đó. Cành cây lá còn xanh như vậy, chỉ cần đưa vào trong thứ xương đó là đã héo rũ cả ra rồi. Vậy thì người ở phía dưới theo cậu còn sống hay không? Trên người các cậu mặc dù vẫn còn khí vận quốc gia bảo vệ, nhưng phải nhanh lên, bởi vì khí vận cũng không thể cầm cự được lâu đâu. Rồi thầy tiếp tục giải thích. Chú biết vì sao mà lớp xương đỏ này không thể vượt qua được miệng hố hay không? Tôi có thể nhìn ra được ở đây trước đó đã có thầy pháp bài bố trận pháp phong tỏa lại tà khí. Tôi không biết cụ thể người đó là ai, nhưng chắc chắn là một người thầy vô cùng có tâm. Giờ tôi sẽ tiến hành bài trận pháp để tẩy hết đống huyết vụ này đi. Tôi sẽ cố làm nhanh nhất có thể. Còn những người ở phía dưới sống chết như thế nào phải phụ thuộc vào tạo hóa của họ rồi. Dạ. Thế thì trông cậy cả vào cụ. Cụ giúp chúng con chứ. Thầy Nghĩa dứt câu, liền lấy trong tay nải ra 4 lá bùa. Thầy đi quanh 4 góc của miệng hố, lần lượt dán hết bùa trên mặt đất. Sau đó thầy lấy ra 4 cọc tre nhỏ, đóng xuyên qua lá bùa, rồi dùng chỉ đỏ quấn quanh cọc tre, nối các điểm của 4 góc của những cọc vừa đóng thành một hình chữ nhật khép kín. Tay thầy kết ấn, miệng hô: "Giải!" Theo âm thanh dứt khoát của thầy, luồng huyết vụ sọc lên khỏi miệng hố móng. Nhưng đến khi chạm đến những sợi chỉ đỏ thì bị một bức tường vô hình ngăn trở lại. Tôi đã phá giải trận pháp cũ và thêm một trận pháp phong ấn mới. Bây giờ các cậu cầm lấy lá bùa này, bỏ vào trong miệng, ngậm lại. Lát nữa có thấy gì cũng không được nhổ bùa trong miệng ra. Nói xong, thầy đưa cho mọi người những lá bùa nhỏ được gấp gọn thành hình thôi. Từng người ngậm hết vào trong miệng. Sau khi thầy kiểm tra một lượt, thầy tiếp tục tác pháp, vung tay ném mấy lá bùa vào trong hố. Tay chấp lại kết ấn. Phá! Một tiếng hô dứt khoát vang lên. Những sợi chỉ bay xung quanh những cọc tre lập tức bốc cháy dữ dội. Không biết từ đâu, một luồng gió cực mạnh thổi từ trong miệng hố phóng ra tứ phía, đem luồng huyết vụ thổi bay và quét cho tán sạch, không chừa lại một tia. Một màn này làm cho mọi người đều trợn mắt ngạc nhiên. Duy chỉ có tên giáo sư kia vẫn bày ra bộ mặt bình thản, không để tâm tới những gì vừa diễn ra. Luồng xương đỏ kia tạt qua mặt mọi người, mùi tanh tưởi xú uế, giống như máu tanh bị phân hủy lâu ngày, xộc thẳng vào mũi của tất cả những người ở đây. Khung cảnh dưới hố lúc này mới hiện ra. Toàn bộ những người bên dưới hố đều đã bất tỉnh nằm la liệt. Về phần cổ quan tài và cái xác mặc chiến phục cổ bên trong vẫn giữ nguyên vị trí. Từng người lần lượt được làm cho tỉnh lại và đưa lên xe, chuyển đến bệnh viện ngay. Vì chỉ còn một số người ở lại để chuẩn bị thu thập hiện trường và chuẩn bị chuyển cổ quan tài kia đi. Tên giáo sư thấy vậy thì được đà cười lớn, giọng châm biếm ông thầy: "Tôi đã nói rồi, cái ngưỡng lừa đảo thần công như ông ấy, thì nên ở nhà quách đi cho rồi. Ở đây mà lòe thiên hạ, dùng vài ba cái trò lừa bịp, nghĩ lừa được thằng Vinh này sao?" Thầy Nghĩa im lặng, mặc kệ những lời kẻ này nói. Thầy nhìn về phía những người khác đứng bên cạnh tên Bình, đang nằm bất động phía bên dưới. Ánh mắt thầy khẽ cau lại. Riêng về phần tên Vinh, trong lúc hắn còn đang đắc chí nhìn về phía mấy người đang thu thập đồ tùy táng trong quan tài, thì viên sĩ quan từ dưới hố leo lên, chạy ra với vẻ mặt không mấy khả quan, hướng tới tên Vinh mà nói: "Chuyện này không hay rồi giáo sư à.
cái người đàn ông kia tắt thở rồi. Bên pháp y xác nhận là người đàn ông kia đã chết được gần 2 tiếng rồi. Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay về phía gã Bình đang nằm phơi bụng ở dưới hố. Tên giáo sư mặt biến sắc, lập tức nhảy xuống xem xét tình hình. Nhưng sau đó vẻ mặt ông ta lại trở lại như cũ. Cậu cho người gối cái xác của người kia vào. Đợi thu xếp xong công việc ở chỗ này, tôi sẽ làm việc với bên đội thầu xây dựng. Sau đó ông ta gọi giám đốc Hòa lại, nói cái gì đó, tay chỉ về phía tên Bình. Thầy Nghĩa đứng ở xa, không nghe rõ được chúng đang thẩm tục vấn đề gì với nhau. Bác Triều lúc này mới lên tiếng hỏi thầy. Thầy à, chuyện này là sao? Sao thầy nói với con là họ ở dưới đám sườn đỏ bằng nãy sẽ mất mạng, mà sau đến lúc thầy giải lớp khối đó đi, họ vẫn tỉnh như thường? Ừ, cái này không phải là con không tin thầy, mà là con muốn thầy giải đáp thắc mắc cho con thôi. Thầy nhìn bác Triều. Ông lôi trong người ra một loại dung dịch đỏ không màu, cái đó thoa lên mí mắt của bác, tiếp tục đánh một tủ ấn khác vào giữa trán bác, rồi mới nói: chú cứ tự xem đi, rồi sẽ hiểu thôi. Bác Triều nhìn quanh, sau đó run run chỉ về phía mấy người kia. Những luồng khối tỏa ra trên người của họ là cái gì vậy thầy? Tôi dùng nước mắt trâu mở luân xa cho chú. Cái này là tạm thời thôi, 3 ngày sau nó sẽ tự biến mất. Luân xa hay còn có tên gọi khác là mắt âm, xếp sau pháp nhãn của thầy pháp một bậc. Tuy không thể nhìn rõ ràng được ma quỷ, nhưng nó có thể nhìn ra được các loại khí tức tỏa ra trên thực thể. Loại nhãn lực này người thường vẫn có thể khai mở được, còn pháp nhãn thì không phải ai cũng mở được, yêu cầu người có thiên phú đạo căn. Vậy cho nên chúng mới thấy được cái tỏa ra trên người mấy người kia. Nó gọi là khí vận quốc gia. Thầy Nghĩa đưa tay chỉ về người sĩ quan đang đứng làm việc cùng với đội pháp y. Thứ khí vận này ma quỷ tà yêu thấy còn phải tránh xa đó. Và cũng chỉ có thể xuất hiện trên người những người đang làm nhiệm vụ cho quốc gia thôi. Nên những người đó lúc tiếp xúc với đống tà khí từ huyết vụ, nhờ có khí vận nó bảo vệ mà chỉ bị ngất, chứ không ảnh hưởng tới tính mạng. Còn tên giáo sư và cả giám đốc kia, chú thấy trên người họ làm gì có khí tức đó đâu? Cái cậu thanh niên lực lưỡng kia cũng không được khí tức đó bảo vệ, đã ngừng thở, giống như những lời tôi nói có phải không? Bác Triệu gật đầu. Mặc dù không hiểu hết được những gì thầy nói, nhưng bác biết ông cụ này là một người tốt. Ngay lúc này, bất ngờ có tiếng hét thảm của một nữ pháp y. Âm thanh phát ra như xé thủng lỗ tai của tất cả những người có mặt ở đây. Thầy Nghĩa giật mình trông xuống cảnh tượng diễn ra dưới hố với vẻ mặt bàng hoàng. Cái xác bên trong chiếc quan tài bất chợt mở mắt. Nó lao tới với tốc độ cực nhanh, nhảy bổ về phía một người nữ, sau đó há miệng cắn mạnh vào cổ. Người cô ta nhanh chóng bị hút vào cho thành một cái xác khô. Sự việc chuyển biến xấu khiến cho những người bên dưới không cả kịp phản ứng. Đến khi nhận ra thì mạng của một người đồng đội thứ hai tiếp tục rơi vào miệng con quái vật. Tiếng súng nổ vang lên chát chúa cả tai. Mùi thuốc súng hòa quyện với không khí cùng với tiếng gào rú phát ra từ cổ họng của con tà vật kia. Quỷ thì không hay rồi, mọi người mau chạy lên trên, súng đạn vô dụng với nó thôi, mau lên. Tiếng quát của ông thầy đánh thức mọi người ở bên dưới. Toàn bộ lập tức chạy nhanh lên phía trên. Vì cái hố được đào sâu hơn 2 mét nên trong quá trình leo lên mọi người vô cùng khó khăn. Thầy Nghĩa cũng chạy ra quấn chỉ đỏ quanh mấy cái cọc tre mà lúc nãy mình bày trận, sau đó kết ấn khởi lại trận pháp vây hãm. Khai trận, mọi người đã lên hết chưa? Thầy Nghĩa nói lớn. Phía tên Vinh vì thân hình cục mịch cho nên chạy lên sau cùng. Ngay khi chuẩn bị leo lên được thì bất ngờ con tà vật sau khi hút no máu của hai người trước và cả tên Bình ở dưới,
sát tính của nó trỗi dậy, lập tức hướng ánh mắt tà ác về nhóm người đang leo lên thang. Nó lao nhanh về phía tên giáo sư. Bàn tay xương xẩu của nó nhanh chóng tóm chặt lấy chân của gã, lôi mạnh xuống. Lúc này thì cái vẻ mặt tự cao hắn bày ra trước kia không còn nữa, mà thay vào đó là cái nét mặt cắt không còn giọt máu. Con quỷ! Giọng hắn trung rẩy đưa tay ra. Tên giám đốc Hòa tiến lại túm lấy tay tên Vinh mà kéo lên. Mọi người ở trên cũng ráng sức mà kéo ông ta. Nhưng hành động sau cùng của ông ta khiến cho thầy Nghĩa và cả nhóm sững sờ. Hắn túm lấy cổ áo của tên giám đốc Hòa, kéo lộn cổ tên này xuống. Về phần mình thì nhanh chóng nhân cơ hội mà nhảy lên. Con tà vật thấy mồi ngon rơi xuống miệng, lập tức đổi đối tượng, nhảy chồm về phía tên Hòa, há miệng ra ngoạm một cú. Theo sau là tiếng hét thảm thiết cùng với máu đỏ tươi. Hắn giật giật lên, trên đầu khuyết mất một góc giống như một chiếc bánh gato. Tràng cảnh vô cùng mang trợ và đẫm máu diễn ra, khiến cho tất thảy người ở đây sợ đến cứng đơ cả người. Thầy Nghĩa lao đến, tay thầy kết một chỉ quyết, đánh mạnh về hướng con tà vật, làm cho nó gào lên. Thầy hét lớn: "Còn không mau chạy, các người đứng được ra đó làm gì?" Mọi người bây giờ mới phản ứng được, vội co giò mà bỏ chạy. Những người này chạy ra đến gần cửa thì giọng của thầy Nghĩa nói ra: "Phía thầy vẫn đang không ngừng ném bùa tấn công con quỷ thi. Chốt cửa lại, chú gọi toàn bộ những người có mặt ở đây về căn nhà có chiếc cổng xanh gần đây. Nơi đó được bố trí kết giới an toàn. Mau lên, trong khi ta còn cầm chân được nó." Nhóm người chạy ra khỏi khu vực thi công và chốt cửa lại. Về phần bác Triệu, sau khi hồi thần, liền túm ngay lấy cổ áo tên giáo sư. Bác trợn mắt hét vào mặt gã ta: "Mày là đồ khốn nạn, mày còn là con người hay không? Nhân cách của mày bị chó tha rồi hay sao? Mạng người đó, mày biết mày vừa giết người hay không?" Bác Triệu ánh mắt đầy tia máu, gằn giọng chứa đầy sự phẫn uất, liên tục giáng những cú đấm của mình vào mặt tên giáo sư. May cho hắn ta vì có những người khác chạy tới kéo bác ra. Tên giáo sư được giải thoát, ngay lập tức leo lên chiếc xe, đạp ga lao đi trong màn đêm. Người sĩ quan lúc này lên tiếng: "Bọn em không biết là chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ bây giờ vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn em rồi. Để em thông báo tới lực lượng phản ứng nhanh." "Không được đâu, như vậy sẽ đánh động người dân ở các khu vực lân cận, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp đó. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây?" Ngay lúc này, một tiếng gầm vang lên rất lớn, phát ra từ phía bên trong, giống như có vật gì đó va mạnh vào vách tôn được dựng lên nơi thi công. Bác Triều giật mình, thúc giục những người có mặt ở đó: "Đi, đi về căn nhà mà ông thầy Pháp đó bảo. Căn nhà đó tôi biết, đó là nhà ông Linh, của một người hàng xóm thân thiết của tôi. Tôi nghĩ ông ấy dặn như vậy, khẳng định là bản thân đã có thu xếp rồi." Rồi bác dẫn theo đám người đi về phía nhà của ông Linh. Đến khi quay lại nơi công trường thì trận chiến giữa thầy và con quỷ đang rơi vào hồi gây cấn. Phía thầy Nghĩa vừa đứng dậy sau khi lãnh một đòn khá mạnh từ con quỷ thi. Thầy nhìn sang thì thấy bác Triều vẫn đang đứng bên cạnh mình. Thầy mới quát: "Tại sao không nghe lời ta, không mau quay về căn nhà của bài cấm chế đi?" "Thầy à, thầy đừng trách con. Nhìn thầy vì mọi người mà xả thân quên cả tính mạng của mình. Thầm tâm con không cho phép mình làm như vậy. Có chết thì thầy cả con cũng chết." "Chú bị điên rồi. Ở nhà chú còn có vợ con của mình đó. Tôi năm nay hơn 80 rồi, sống được bao lâu?" Thầy Nghĩa trông thấy hành động của bác, ông không khỏi thở dài mà lắc đầu: "Thôi được rồi, chú ngậm lấy bùa ẩn khí mà tôi cho đi, rồi đứng nguyên ở đây. Vạn nhất nếu gặp tình huống tôi không thể kiểm soát thì hãy chạy trước, cứ mặc tôi. Nhưng mà còn thầy không có nhân nghĩa gì hết." Thầy Nghĩa hướng ánh mắt lạnh lùng về phía con tà vật đang đứng trước mặt mình. Con quỷ thi trên mình mặc bộ chiến giáp cổ,
Cả người nó sau khi được ăn máu tươi liền có sự biến chuyển. Móng tay sắc nhọn mọc dài thêm ra, ánh mắt đỏ ngầu, tà khí trên mình bốc lên ngùn ngụt. Trên đầu nó còn có mấy sợi tóc đưa thưa. Nó gào lên, lao vút tới phía thầy. Thầy rút ra trong túi vải của mình một thanh kiếm gỗ, ném cái túi về phía Bác Triều nhờ bác giữ hộ. Kế đó thầy quét một đường máu lên thân kiếm khai quang cho nó. Con quỷ thi vừa lao đến, lập tức thầy hoành ngang kiếm ra đỡ lấy cú quạt của nó. Linh quang lóe lên làm nó bật ngược về sau. Thầy nhanh chân vẫn cước bộ, cũng phóng về phía đối đầu trực diện với con quỷ, tiện tay phóng ra mấy tờ phù. Lá bùa theo khẩu quyết của thầy án ngữ trên vai và trán con tà vật. Hả? Tiếng hô vừa dứt, linh lực quán trú trong bùa bùng nổ, thổi bay con quỷ về phía sau thêm một đoạn nữa. Lãnh đòn đau, nó gào lên một tiếng. Đòn này trực tiếp đánh văng con quỷ thi, đập mạnh vào gốc cây gần đó, nhưng có vẻ chẳng thấm vào đâu, nó vẫn đứng dậy. Thầy Nghĩa trông ra biểu hiện của con quỷ thi thì thầy không khỏi giật mình. Ông đã dùng phù gần như có sát tính cao nhất với tà vật, tại sao vẫn không hiệu quả chứ? Bất chợt một giọng cười khàn khàn vang lên. Không đâu xa, chính là từ con quỷ thi. Nó hướng ánh mắt về phía thầy, rồi cất tiếng nói. Bất ngờ lắm phải không, lão già pháp sư? Mày có thể nói chuyện sao? Không thể nào. Quỷ thi bình thường cấp bậc này không thể có linh khí mà nói chuyện được. Phải, thực chất cái xác này chưa đến mức ở dưới mảnh đất này có thể tu dưỡng làm quỷ thi. Tao là linh hồn của thủ lĩnh dẫn đầu đám cướp năm xưa, chết dưới nòng súng của bọn dân quân. Tên thầy pháp năm đó được thuê về làng với mục đích trấn yểm bọn Tàu, nhưng hắn chỉ mới tiêu diệt được đám lâu la của Tàu mà thôi. Còn tao thì hắn lại bỏ qua mất. Tao vô tình thấy cái xác dưới này đang trong quá trình dung dưỡng, nên đã tiến hành nhập quan đoạt xác để tu luyện, chờ ngài đủ thực lực thì phá quan ra. Lúc đó không gì có thể cản được tao cả. Phàm là tà vật, nếu tao không trị được mày thì khắc sẽ có người đến trị được mày. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, từ xưa đến nay đều như vậy. Tà không bao giờ thắng được chính, dù cho nó có nhen nhóm vùng dậy bao nhiêu lần thì cũng là như vậy thôi. Cầm miệng đi, thằng già mày không có quyền nói cái đó. Giờ đi chết đi, để xem tối nay tao sẽ tắm ngôi làng này trong biển máu, xem mày cứu như thế nào. Con tà vật gào lên, nó lao nhanh về phía thầy Nghĩa. Thầy cũng lao lên, hai bên bắt đầu tiến vào thế bất phân. Bác Triệu một bên nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há hốc mồm. Mọi sự đã và đang diễn ra trước mắt trong ngày hôm nay hoàn toàn đạp đổ thế giới quan và vượt qua ngoài tầm hiểu biết trước giờ của bác. Thầy Nghĩa hét lớn về phía Bác Triệu, tay liên tục tấn công làm rối nhịp con tà vật. Mau, chú lấy túi bột hồng hoàng trong túi vải của tôi, ném về phía con tà vật yểm trợ. Cái túi bột màu vàng đó. Bác Triệu nghe hiệu lệnh, lập tức lục lọi trong túi vải, lấy ra một cái túi bột màu vàng. Bác ném thẳng về phía thầy Nghĩa đang giao chiến. Thầy bung kiếm chém rách cái bột kia. Một đám bột màu vàng bắn ra, phủ lên người con tà vật và cả người của thầy. Nhưng tới đây thì có vẻ không đúng lắm. Trong một khắc, đôi bên đều đứng bất động, chờ sự việc tiếp theo diễn ra. Trời ơi, cái này sao lại ném bột nghệ? Cái túi màu vàng cơ mà, đây là bột nghệ có người nhờ tôi mua. Nói vừa dứt câu, thầy lập tức bị con tà vật vung tay đánh bay ra. Lực đạo rất mạnh, người vị pháp sư văng đi như một con diều đứt dây. Vì đang ngậm bùa ẩn khí mà thầy cho,
nên nghiễm nhiên con tà vật không hề cảm nhận được sự tồn tại của Bác Triệu. Con tà vật lao về phía thầy Nghĩa. Nó nắm lấy cổ áo của thầy mà ném mạnh thầy về phía mấy cái thùng phi chứa dầu cạnh cái máy xúc. Chỉ nghe rầm một tiếng, miệng thầy lập tức phun máu. Thầy ho lên, thở hổn hển. Thầy cố nói với tới phía Bác trong tiếng thở đứt quãng: Mau lên, chạy khỏi đây, mau lên. Con quỷ trong nháy mắt đã lao tới trước mặt thầy. Nó vùng đôi tay tởm lợm với những móng vuốt sắc nhọn hướng về lồng ngực của ông. Bất ngờ lúc này một tiếng hô của một người đàn ông vang lên: Pháp chỉ định hợp bá. Một lá bùa từ xa bay nhanh về phía con quỷ, đánh văng nó sang một bên. Theo sau đó là bóng của một người đàn ông lao cực nhanh về phía con tà vật kia. Người này ăn vận y hệt như thầy Nghĩa. Bác Triệu chớp thời cơ, liền ném túi bột khủng hoảng về phía con quỷ thị. Con quỷ tưởng có đòn đánh hướng về phía mình, nó vùng tay quạt về hướng túi bột, làm cho nó rách ra. Bột khủng hoảng là thứ mà quỷ thi cực kỳ sợ. Ngay lập tức, người nó dính phải một lượng lớn bột, liền trú lên đau đớn, da thịt bốc khói cháy lên xèo xèo. Nó quằn quại giãy giụa trên mặt đất. Người đàn ông vừa tới lúc này tung ra một chỉ quyết, đánh mạnh về phía con quỷ thi, làm nó văng đi lăn lông lóc trên nền đất. Lúc này một người phụ nữ tiến lại chỗ thầy Nghĩa, dìu thầy ra chỗ Bác Triệu, nhờ Bác để ý thầy. Bác bây giờ mới nhận ra người phụ nữ này là bà thầy cúng Loan, từ bữa làm lễ động thổ xây chùa. Thầy Loan, chuyện này là sao ạ? Chuyện dài lắm, để lát nữa nói với chú sau. Trước mắt chú để ý ông ấy giúp tôi. Tôi cùng với thầy Hai Phước xử lý con tà vật này đã. Cô Loan à, lấy trong túi vải của sợi dây pháp đó, đem ra khống chế yểm trợ tôi. Người phụ nữ nghe lời của thầy Hai Phước, liền lục trong túi vải của thầy Nghĩa, sau đó lôi ra một sợi dây. Bà chạy nhanh về phía đang xảy ra chiến đấu. Con quỷ kia vừa đứng dậy được thì liền một sợi dây từ xa đã nhắm thẳng cổ của nó mà trồng vào. Bà vận lực siết mạnh sợi dây rồi hét lớn: Khai pháp! Sợi dây tức thì sáng bừng lên ánh kim quang. Con quỷ gào lên. Thầy Hai Phước cắn máu họa vào lòng bàn tay một đạo văn. Đạo văn được trì chú sáng bừng lên. Sau đó ông lao nhanh về phía con quỷ đang bị bà thầy khống chế. Thầy Hai nã mạnh thủ ấn vào đầu con quỷ, từng mảnh huyết nhục văng ra tung tóe. Đầu con tà vật bị đánh cho nát tươm, nó đổ gục xuống. Tưởng chừng như mọi việc ở đây sẽ dừng lại, nhưng không. Trong mắt của Bác Triệu, một luồng bạch quang từ trong người quỷ thi nhanh chóng xuất ra, bay thẳng xuống dưới miệng hố móng. Dĩ nhiên là hai vị pháp sư cũng nhận ra. Họ liền chạy lại nơi miệng hố, thì lập tức một cảnh tượng đập vào mắt họ. Luồng bạch quang kia nhanh chóng nhập vào cổ thi thể của Tinh Bình. Hắn từ từ đứng lên, ngước mặt nhìn lên chầm chầm về phía hai vị pháp sư, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Hắn một phát bật nhảy từ dưới hố lên trên này. Thầy Hai Phước hét lên: Cẩn thận, quỷ đoạt xác, ngoại lực nó mạnh lắm đó. Nhưng ngoài dự định, xác của Tinh Bình kia bị nhập, lao mạnh về phía vách trào tôn. Rầm một tiếng như bơm nổ, hắn lao xuyên qua tấm tôn, để lại một cái lỗ lớn. Mau lên anh Phước, nó chạy về hướng cánh đồng rồi. Để tôi đuổi theo, bà ở lại lo khu vực này đi. Thầy Phước lập tức vận cước đuổi theo cái xác kia. Bà Loan lúc này mới tiến lại, kêu Bác Triệu đưa thầy Nghĩa về nhà của ông Linh, chỗ người quen của bác để nghỉ ngơi. Phần bà sẽ ở lại đây thu dọn tàn cuộc. Một đêm kinh hoàng trôi qua. Bình minh, những tia nắng chiếu lên ngôi làng nhỏ. Hiện tại có vài người đang tập hợp tại nhà của ông Linh. Bác Triệu đương nhiên cũng có mặt ở đó. Thầy Nghĩa tỉnh dậy khỏi giường, nhìn về hai người đang đứng cạnh chiếc giường mình đang nằm. Khóe mắt ông rưng rưng vì xúc động. Chú Hải Phước, trời ơi, chú ở chỗ nào mà tôi kiếm mười mấy năm không có tung tích gì hết vậy?
Mấy năm trời tôi lang bạc ở trong đất miền Tây mà kiếm chú cũng không ra. Thầy Nghĩa kích động ôm chầm lấy thầy Phước, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Không biết là ông khóc vì vui mừng lâu ngày gặp lại được cố nhân, hay là do nỗi nhớ bấy lâu nay mới được trút ra trong lòng. Thầy Phước cũng xúc động không kém. Anh Nghĩa, em cũng không nghĩ là anh có mặt ở đây. Cuộc sống của anh những năm qua ổn cả chứ? Đợi cho cảm xúc của hai người lắng xuống, lúc này bà thầy Loan mới nhìn về phía thầy Nghĩa. Bà hỏi: Người anh còn đau nhức chỗ nào không? Đây là... Thầy đưa tay chỉ về phía bà thầy Loan mà thắc mắc. Thầy Phước mới cười: Giới thiệu cho anh, đây là cô em gái của em đó, là em gái kết nghĩa. Trông vậy mà cũng gần được chục năm rồi đó. Năm xưa trong một lần em gặp nạn, mai nhờ cô ấy cứu giúp. Nếu không thì mạng em bây giờ khéo cũng chẳng còn. Em thấy cổ có căn cơ học đạo nên truyền thụ cho một ít đó. Rồi tình hình con quỷ kia sao rồi? Nó bỏ chạy xuống canh đồng nên em để mất dấu rồi. Lần theo tà khí còn vương trên đường nó bỏ chạy, em thấy nó dẫn xuống một cây giếng bỏ hoang ở một bãi đất trống nằm cạnh canh đồng. Ngặt nỗi lúc đó ngó xuống lại tuyệt nhiên không thấy nó đâu nữa. Vậy bây giờ phải làm cách nào đây? Thầy Phước trầm tư một hồi lâu, đoạn ông hướng về phía ông Linh mà nói: Ông Linh à, làng mình có mấy cái giếng bỏ hoang nhỉ? Tôi nhớ không lầm là có hai cái thôi. Một cái ở ngay chỗ mà ông nói đó, còn một cái gần bụi tre của làng. Hai cái giếng này tôi nhớ ngày xưa cha tôi kể là nó có thông với nhau. Thầy Nghĩa trầm ngâm rồi nói: Con tà vật mặc bộ chiến giáp cổ kia dù đã bị tiêu diệt, nhưng mà quỷ hồn của tên thủ lĩnh cầm đầu toán cướp năm xưa vẫn là một ác quỷ vô cùng mạnh. Bởi vì đã có thời gian lẫn điều kiện tu luyện vô cùng thuận lợi, lần này nó đoạt xác từ một người công nhân, khẳng định thực lực nó rất mạnh. Cho nên tôi quyết định đêm nay ta sẽ chằng bẫy để mà tiêu diệt nó. Vậy còn vết thương của anh thì sao? Thầy Phước hỏi mang theo sự lo lắng. Thầy Nghĩa lên tiếng trấn an: Yên tâm đi, mạng tôi lớn lắm, chú đừng có mà trủa tôi chết sớm vậy chứ. Rồi thầy hướng về phía Bác Triều mà nói: Chú Triều à, tôi nhờ chú một việc. Tôi cần chú chuẩn bị cho tôi máu cho mực, máu gà trống, một tấm lưới cá, chơi mấy cái cọc tre. Làm sớm cho tôi, càng nhanh càng tốt nghe. Bác Triều gật đầu, mỗi người một việc. Loáng cái đã đến tối. Sau khi ăn uống xong, gần 11:30, nhóm ba vị pháp sư đã có mặt tại bãi đất trống, nơi có cái giếng bỏ hoang. Trăng đêm nay sáng thật, tiếc là bị mây che mất rồi. Sau đó bà Loan nhìn về phía Bác Triều đứng ở cạnh gốc cây. Bà không kêu bác về ngay, vì lúc này nếu trên đường về, vạn nhất bác chạm trán với con quỷ thi trên đường về thì khẳng định sẽ mất mạng. Nên vẫn để bác ở lại đây phụ việc mang đồ đã được chuẩn bị ra. Phía đông lúc này ùn ụt như có mưa, chớp ở nơi đó nhấp nháy sáng cả một góc trời. Ba vị pháp sư đứng lặng quanh miệng giếng, ánh mắt căng thẳng chờ đợi thứ tà vật ở đó xông ra. Nhưng đã quá nửa đêm, hơn một tiếng trôi qua. Bà thầy Loan mất kiên nhẫn: Sao nó lâu như vậy? Hay là nó phá được trận pháp ở đầu giếng bên kia rồi? Không có đâu, nơi đó tôi bày phong quỷ trận, mọi tà vật đều không thể bước qua được ranh giới miệng giếng đâu. Thầy chưa kịp dứt lời thì một bóng đen to lớn từ dưới miệng giếng bất ngờ phóng vụt lên. Tà khí trên người nó tán loạn,
biểu hiện cho việc nó vừa bị thụ thương bởi kết giới thầy nghĩa bày ở miệng giếng bên kia. Ngay khi chân nó vừa chạm đất, một âm thanh khẩu quyết vang lên từ miệng thầy Phước. Thầy đập mạnh tay xuống đất rồi quát lên: "Thập vị thần tướng, hiển thần uy, lục đinh lục giáp, giải nàng nguy, trừ tà trảm quái, tru diệt quỷ, nhận lệnh pháp khí, sát phù khai trận." Bốn luồng đạo văn từ bốn lá bùa thầy bày ở dưới đất bấy giờ sáng bừng lên ánh kim quang. Đạo văn nhanh chóng áp sát vây quanh con quỷ thi, uy áp cũng được hiển lộ, ép lấy tà khí đang bốc ra ngùn ngụt phía con quỷ. Ba vị thầy pháp vung bùa vào trong trận pháp, đứng vây quanh con quỷ, không ngừng kết ấn tấn công nó. Những đoàn phù chú đón gió liên tiếp giáng lên thân thể của tên Bình một cách tới tấp, khiến cho người hắn bốc khói, cháy lên xèo xèo, gào rú lên đầy man rợ. Ánh trăng bây giờ mới lộ ra, chợt người tên Bình trung lên, hắn cười lên khàn khặt. Ánh trăng giống như một liều thuốc đang chữa lành những vết thương bởi đạo bùa của các thầy tạo ra. "Không hay rồi, là quỷ ăn trăng." Tà khí từ người nó bạo phát, đánh vỡ bốn luồng đạo văn. Thầy Phước bị phản pháp, bật ngửa ra đằng sau, miệng phun ra bốn máu lớn. Thầy Nghĩa trông thấy có sự việc phát sinh, lập tức vung lấy sợi dây pháp khí trồng vào cổ con tà vật chiếm xác tình bình. Nhưng không nghĩ tới, nó nắm vào sợi dây, mặc cho tay nó không ngừng bốc khói. Kế đó nó giật thật mạnh sợi dây, thầy Nghĩa theo quán tính lao đậu về phía nó. Tay nó túm được đạo bào của thầy, ném thầy băng ra xa. "Mở bẫy!" Giọng thầy Loan vang lên. Bác Triều ở một bên giật dây, một tấm lưới có thẩm lẫn lộ máu chó mực, cả máu gà trống phủ lên người tên Bình. Tấm lưới theo khẩu quyết của thầy Loan lập tức bốc cháy đùng đùng. Người hắn bốc khối đó, nhưng đối với hắn chẳng xì nhì. Con quỷ giật đứt tấm lưới, nó sồ đến nắm lấy cổ áo bà thầy, ném về phía Bác Triều. Hai người va vào nhau đau đớn quằn quại từ cú chém mạnh vừa rồi. "Lâu lắm rồi mới có kẻ làm cho ta thỏa mãn cơn máu chiến như vậy. Tới đi, mấy tên pháp sư già." Giọng của tên thủ lĩnh băng cướp trong thân xác của tên Bình vang lên. Ba vị pháp sư già cũng từ từ đứng lên sau khi lãnh đòn đao từ con quỷ. Cả ba xông lên rút kiếm gỗ đào, vung lên chém tới tấp. Thế trận rất nhanh rơi vào giằng co, bất phân thắng bại. Sau một hồi đánh đấm, thể lực của mấy vị pháp sư bắt đầu đi xuống, rồi lần lượt họ rơi vào yếu thế. Phía pháp sư bị đánh cho tơi tả. Con quỷ thi nó quá khỏe, mang lực của nó tạo ra từ những cú đấm đủ cho một người bình thường như Bác Triệu nằm trên giường cả tuần. Mây đen lúc này từ cơn giông dần che đi ánh trăng. Con quỷ thấy lợi thế của mình dần mất, nó toàn bỏ chạy. Lập tức thầy Nghĩa chớp thời cơ lao đến, trồng dây pháp vào cổ nó rồi giật ngược về phía sau. Thầy đu lên người con quỷ, ôm nó nghiến răng bật ngược về sau. Con quỷ đứng dậy, nó túm lấy người thầy Nghĩa, nhấc bổng lên rồi vung tay. Tà khí bốc lên mãnh liệt từ trảo thủ, nó xộc thẳng vào bụng thầy. Máu từ trong miệng lẫn ổ bụng chảy ra xối xả. Cảnh tượng đó khiến cho ba người còn lại sững sờ. Họ đồng thanh hét lên. Thầy Nghĩa nhăn mặt, gân cổ của thầy đã nổi lên. Thầy cất giọng nói rất khó khăn: "Mọi người mau lên, tôi lấy máu của bản thân để khống chế nó. Nhật lúc này chú Phước tung ra sát chiêu, dùng hỏa ấn mà đánh. Thân thể tôi khi chết bị nhiễm tà khí, sau này chắc chắn quá thì. Nên hãy làm như tôi nói, mau lên, dùng pháp ấn đốt chết con tà vật đây." Thầy Nghĩa đưa tay lên kết ấn, miệng thầy khẽ lẩm bẩm: "Không thì huyết hồn thuật, khai ấn." Trong mắt mọi người, một đạo huyết sắc từ người thầy Nghĩa bùng lên cao ngút, nhanh chóng quấn lấy người con quỷ thi. Nó gào lên vì thuật này không ngừng dùng tà khí và huyết khí của người dùng thuật hòa vào nhau thiêu đốt.
Không được, anh dùng thuật này là muốn linh hồn của mình bị tiêu tán hay sao? Thầy Nghĩa lắc đầu, giọng đứt quãng nói: chú còn coi ta là anh của chú thì hãy làm đi, trừ hại được cho bà con, lưu nghĩa này không còn gì phải luyến tiếc. Làm đi. Thầy Nghĩa dứt câu, ông nhắm mắt lầm rầm niệm chú nhanh hơn. Huyết khí lúc này bốc lên nguồn ngục, con tà vật bị khống chế, nó không ngừng gào thét, tà khí trên người nó suy yếu cực hạn. Thầy Phước cắn răng siết chặt nắm đấm. Làm đi anh Phước. Tiếng gào đến xé lòng của bà thầy Loan làm ông bừng tỉnh. Thầy Phước mở mắt ra, lấy một tờ phù, cắt máu họa chú ngữ lên lá linh phù đó. Thầy Phước đạp gót, mượn lực từ thành giếng, phóng lên cao, khẩu quyết từ miệng thầy vang ra: Thiên dương lệnh, thập tam sinh quả, chú kinh long, tật xuất luân khai, đại chí thiên hỏa, viêm tuyệt mệnh khí, hỏa thiên long, uy lệnh phá lục giai, thiên dương long hỏa phù, phá. Một tiếng long ngâm, thét gạo vang vọng như vạn phương tề âm. Long hỏa phù bắn ra khỏi tay thầy, lao ầm ầm xuống phía dưới. Cả tờ linh phù chất chứa linh lực quán trú, đạo văn cuốn quanh lá bùa huyễn hóa ra hư ảnh của đầu một con hỏa long, bay thẳng về phía con quỷ đang bị thầy Nghĩa khống chế. Hỏa quang rực sáng. Ngay lúc này, thầy Nghĩa vẫn chút hơi tàn cuối cùng, xoay người hướng lưng của tên Bình về phía đòn đánh của thầy Phước. Thầy Nghĩa nhìn hư ảnh con hỏa long mà mỉm cười một cái. Mắt thầy nhắm lại, thầy cười nói: Chú và mọi người ở lại nhớ sống tốt, sống cho cả phần tôi nữa. Nghĩa tôi đi trước, bảo trọng. Bùng lên một tiếng, giống như người ta ném mồi lửa vào thùng xăng. Các người con tà vật lẫn thầy Nghĩa chìm trong hỏa diễm của đạo bùa. Vì cả hai đều chứa tà khí, nên linh lực từ đạo bùa càng thiêu đốt mãnh liệt hơn bao giờ hết. Giống như một cây đuốc sống, cháy đến tàn bạo, thiêu cháy những sự tà ác cuối cùng. Cháy cả niềm hy vọng của thầy Nghĩa, cháy cả những ý định mà ông còn chưa kịp thực hiện. Sau gần 10 phút thiêu đốt, bây giờ quang cảnh chỗ này chỉ còn bóng của ba người. Giữa khu đất là một cái xác trong tư thế đứng hiên ngang. Dưới chân cái xác là một đám tro tự xác con tà vật. Gió giông bây giờ nổi lên, cuốn phăng đi những gì còn sót lại. Thầy Phước nước mắt lăn dài, từ từ tiến tới. Lòng thầy đau đến quặn thắt. Nhìn người đồng môn thân thiết của mình ra đi dưới chính đạo bùa của bản thân. Tưởng chừng gặp mặt lại được cố nhân, mà trong một khoảnh khắc đã mãi từ giã cuộc sống. Ông tiến tới ôm sát người anh đồng môn. Từng hạt mưa lúc này cũng bắt đầu rơi xuống. Nước mưa rơi tới đâu, cái xác cháy đen của thầy Nghĩa bủng ra tới đó. Đến khi thứ mà thầy Phước ôm chỉ còn lại một khoảng không trơ trọi, thầy quỳ sụp xuống, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Theo sau là một tiếng sét rạch ngang trời. Sau trận chiến, mọi người đều trở về nhà dưới trời mưa như trút nước. Sự việc xảy ra, những người chứng kiến lòng ai cũng nặng như đá đeo. Đến sáng hôm sau, bác Triệu cùng với mấy người nữa góp tiền vào tổ chức cho thầy Nghĩa một đám tang nhỏ. Thầy Phước cầm theo một mảnh đạo bào của thầy Nghĩa bị cháy xém một góc, đặt vào trong cái tiểu sành nhỏ, cùng với những gì còn sót lại của thầy. Những người có mặt trong đám tang bao gồm tất cả những người đã từng gặp phải biến cố ở công trình hôm đó, tất cả đều tới viếng. Bác Triệu tiến tới thắp một nén nhang cho ông thầy, người đã quên thân mình, bảo vệ cuộc sống yên bình cho bà con nơi đây. Bà thầy Loan tiến tới, đứng bên cạnh thầy Phước mà nói: Anh Phước à, đạo bùa hôm qua anh dùng, nó dường như không phải của môn phái mình.
Thầy Phước gật đầu. Anh học nó ở đâu vậy? Nó là cơ duyên của tôi với một cậu thanh niên trẻ. Người thanh niên này là một kỳ tài, mang trên mình nhiều trọng trách. Có lẽ sau này có thời gian anh sẽ kể cho cô sau. Còn giờ chúng ta đưa anh Nghĩa về đạo quán thôi. Trước khi rời khỏi ngôi làng, ngày hôm đó thầy Hai Phước và bà thầy Loan làm một cái lễ rất lớn ngay tại mảnh đất xây chùa. Cờ phướng, hình nộm, ngựa giấy xếp la liệt trên nền đất. Nghe đâu họ làm lễ vá lại long mạch cho làng. Từ hôm đó trở đi, ngôi làng cũng đã trở về sự yên bình vốn có, không còn chướng khí tỏa ra. Rất nhanh ngôi chùa được hoàn thiện, đi vào sử dụng. Đời sống của người dân đã khấm khá hơn rất nhiều, mọi việc cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều. Tại sao người dân không lập cho ông ấy một cái miếu thờ để ghi nhận công lao vậy bác? Không, ban đầu bác cũng có ý định lập cho thầy một cái miếu nhỏ để thờ phụng, nhưng thầy Hai Phước xin phép mang tro cốt của thầy trở vào trong Nam để về đạo quán của ông đó. Vậy còn về ông giáo sư kia nữa, cháu nghe bác kể mà tức luôn á. Hôm đám tang của thầy Nghĩa, bác có hỏi một vài viên sĩ quan ở đó, thì họ nói đã đưa hồ sơ sang bên cho đội chuyên án về tâm linh giải quyết. Họ bây giờ không rõ hết được. Thôi hai bố con vào buồng nghỉ đi, sáng giờ công việc bận rộn chắc cũng mệt rồi. Bố tôi nghe bác nói xong bất giác đứng dậy, đoạn tiến tới ôm lấy bác Triệu. Bác ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó bác mỉm cười. Họ thì thầm nói cái gì đó tôi nghe không rõ, nhưng tôi biết có lẽ bố tôi sau khi nghe câu chuyện mà bác kể thì đã hiểu ra cái gì đó. Và chắc là bố không còn giận bác nữa. Mọi người đi vào buồng nghỉ ngơi. Tôi đứng dậy thu dọn cốc chén mang đi rửa. Trong đầu vẫn còn nhớ về câu chuyện mà bác kể. Bỗng ánh mắt tôi đập vào mấy câu thành ngữ in trên quyển lịch treo tường. Hôm nay hãy biết bữa nay, trăm năm thấm thoát đã hay một đời. Mấy ai thọ được 70, thời gian như nước chảy xuôi qua cầu. Ngẫm thấy người xưa nói không bao giờ sai. Sống ở đời hãy cố làm những việc tốt, hành thiện tích đức cho bản thân. Đời người ngắn lắm, chẳng trách mà người ta lại có câu thơ như vậy. Cho nên là hãy gieo những hạt giống của sự thiện lương, để đến khi đơm quả thì chính những việc thiện mà bản thân ta làm, người của đời sau sẽ còn luôn nhớ mãi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mối họa từ quá khứ, một sáng tác của Quang Hà. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.